chị yêu ơi, tranh thủ vào livestream liền với em nha. Mình thích cái mã váy nào cứ việc comment ngay cho em. Mã số, số điện thoại là được ha. Trong tối ngày hôm nay thì quá trời là nhiều mẫu sale luôn cả nhà. Rồi, và sale rất là rẻ luôn nha. Thay vì mình mua một mẫu như thế này 300 mấy, 400 mấy đúng không? Thì cả nhà mình săn sale với em. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà? Săn sale ngay bây giờ luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng ha. Rồi mình đặt đơn cứu việc mình ngay cho em phía dưới. Mã số, số điện thoại cho mà được em tư vấn và chị hàng giờ sai cho mấy chiếc đẹp mình. Bây giờ em sẽ lên trước cho mình mẫu đầu tiên ha. Mẫu đầm này mã số của em nó là 1724. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1724 ha. Chị nào mà đặt đơn cứu việc comment ngay cho em mã số 1724 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng giờ sai cho cả nhà mình. Chốt luôn hôm nay luôn 199.000, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi. Mã của em đó là 1724 nha. Rồi 199.000 đồng ngày hôm nay. Chất liệu vải của em nó là dòng vải thun lây dông cao cấp cho cả nhà mình coi diễn rất nhiều. Váy này chị còn may một lớp là vừa mặc rồi, cả nhà thêm hai túi hai bên nha, có khóa kéo ngược lại nằm đằng sau lưng ha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã 1724, hôm nay sale rẻ cả nhà ơi, bao nhiêu cả nhà? Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng, 1724 giá 199. 1724 giá 199 cả nhà ơi. Cổ đắp chéo như mình ha. Rồi tay ngắn nè. Dáng chữ Adidas luôn, một lớp hai túi cho mình như vậy luôn. Quá trời đẹp rồi cả nhà ơi. Mã của em đó là 1724 nha, 199.000 đồng nha cả nhà ha. Xinh xỉu luôn, có độ co giãn nhiều như thế này luôn ạ. Nền vải của em váy này là màu đen nha cả nhà ơi, có phối cho hình chấm bi nè. Đó, tay ngắn nè, xinh không? Co giãn nhiều luôn. 199.000 đồng nha cả nhà ha. 199.000 đồng mã 1724 lên đơn giùm em. 199.000 đồng mã 1724. Em cao 1m65 nha cả nhà. Đầm em sẽ mặc dài phụ bóp chân như thế này. Các chị đẹp thích mặc váy dài nha ngắn, thích mặc dài cứ để tầm này mình mặc cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc váy ngắn hơn một tí thì rất là đơn giản luôn, mình có thể lên lai cắt ngắn được. Thì ngày hôm nay em có đầm cho cả nhà mình, có nón này với lại có thắt lưng luôn nha. Thích cái nào thì mình cứ lên đơn cho em mã đó. Em tư vấn cho mấy chị đẹp mình luôn ha, tranh thủ dùng em nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn. Rồi tranh thủ dùng em nha cả nhà ơi. 31 32 33 34. Rồi chờ em xíu nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ha. Chốt ngay hôm nay nha cả nhà, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách là mình đặt đơn tranh thủ lên đơn thì giùm em luôn mã hàng với số điện thoại cho em vào được ạ. 1724 ạ. Đầm em đang mặc trên người mã của em là 1724. Chị khách là mình đặt đơn comment ngay cho em mã 1724 và số điện thoại. Rồi 1724 cả nhà ơi, sale ngay hôm nay cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, 1724 giá 199. Chất liệu vải của em đó là dòng vải lây dông cao cấp nha cả nhà ơi, co giãn nhiều nè. Đó, một lớp hai túi có khóa kéo nó mình sau lưng cho mình luôn. Em lên nón nha cả nhà ha. Ở đây em đang có cái mẫu nón này chỗ bán giúp chạy luôn đầm em. Cái nón này em còn có vài cái thôi. Mũ này là mũ 23 nè cả nhà. Đây là mũ 23. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em mũ 23 kèm số điện thoại. Mũ 23 nha cả nhà ơi. Rồi giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 99.000 đồng. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em mũ 23 kèm số điện thoại cho em là được ha. Giá ngày hôm nay chỉ có 99.000 đồng thôi. Mũ 23 giá 99.000 đồng, chốt đơn ngay bây giờ cho em tư vấn và chị hẹn giờ sau cho cả nhà luôn ha. Mũ này là mũ có nha cả nhà ơi. Mũ có đen với dây cước cho cả nhà nè. Rồi có phối cho mình một cái đó hàng cúc nè, cưng không? Trời ơi đẹp nha, cái mũ này nhiều chị khách nhận được hàng và khen rất nhiều luôn. Mũ này là mũ 23 nha mấy chế. Rồi tiếp tục nè, em lên cho mình mũ này thêm một cái mũ to nữa. Cả nhà thích mũ to thì mình có thể tham khảo mũ 23 này nè. Với lại cái mũ này là mũ 40 cho em nha. Mũ này mũ 40 nha cả nhà. Rồi sale rẻ hôm nay luôn, giá bao nhiêu ạ? 99.000 đồng luôn, chỉ còn có giá là 99.000 đồng ha. Ừ nó xinh này cả nhà ơi. Mũ này mũ 40 nè, tranh thủ dùng em ha. Còn đầm em đang mặc trên người 1724, 40kg cho tới 60kg, em dưới 80 thì mình sẽ mang vừa cho em ha. Thích thì cứ chốt đơn liền cho em tư vấn cho mình luôn ha. Mũ này là mũ 40 nha cả nhà ơi, mũ 40. Rồi giá của em bán ngày hôm nay sẽ là
99.000 đồng. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nha. Mình ưng mẫu váy nào cứ việc comment ngay cho em luôn, mã hàng và số điện thoại cho em là được cả nhà. Thích mẫu đầm nào cứ việc comment ngay cho em luôn, mã hàng và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và cho hàng chờ size cho mấy chiếc đẹp mình ạ. Em lên tiếp cho cả nhà cùng xem cái mã váy này đi. Đây, mã váy này là tông màu của em, đó là tông màu vàng nâu. Rất đẹp luôn cả nhà ha. Chờ em xíu nha. Rồi, tranh thủ dùng em nha cả nhà ơi. Mã số số điện thoại cho em là được ạ. Rồi đây em chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Mẫu này mã số của em nói là 1723. Đồng em đang mặc trên người mã của em nói là 1723 cả nhà. Đồng này trời ơi, cái màu của nó mặc lên nhìn trắng tươi luôn. Màu này là mặc lên siêu trắng luôn cả nhà ơi. Mẫu đồng này mã của em nói là 1723. Đồng này thiết kế sẽ là cổ vuông cho cả nhà mình. Cổ vuông nha. Tay ngắn vai phồng nha cả nhà ơi. Nhánh eo dáng đồng phong xòe dài. Váy này em sẽ may cho mình một lớp hai túi và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã của em nó là 1724. Rồi mã của em nó 1724 cả nhà ơi. Chất của em nó là dòng vải gì cả nhà ơi? Đây là dòng vải IT hàng. Đây là dòng vải IT hàng nha cả nhà ơi. Mã của em nó là 1724. 1724 ngày hôm nay shop chốt luôn. 259.000 đồng. 1724 giá 259. Chị nào mình đặt đơn comment ngay cho em 1724 với số điện thoại cho em là được ha, chất IT hàng. Cổ vuông này cả nhà, có phối cho mình cúc ngọc trai phía trước như thế này nha. Dáng dài cho mình luôn, mã của em đó là 1724. Ố 1723, 1723. Lộn quá nha. 1723 nha. Chị nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em nha, mã số với số điện thoại, lộn bây giờ lộn mã. 1723 mới đúng. 1723. Rồi giá của nó sẽ là 259. Nó sát á, nó sát số nhau á cho em hơi lộn. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha, mã số số điện thoại cho em là được luôn. Sale ngay hôm nay nha, không áp dụng bên ngoài cả nhà, dáng dài. Em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân nha. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại. Rồi mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ha. Chốt ngày hôm nay nha cả nhà ơi. 1723, 259.000 đồng. Đó. Chất của em nó là dòng vải thun IT hàng cao cấp cho cả nhà mình, có độ co giãn nhiều. Váy này thì em chỉ cần may một lớp thôi là vừa mặc rồi cả nhà. Hai túi hai bên đầy đủ cho mình như vậy luôn nè. Trời ơi cưng chưa. Rồi có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn ha. Mã của em nó là 1723. 1723 sale rẻ hôm nay luôn, 259, 259 nha cả nhà ha. Rồi bây giờ em sẽ lên luôn cho cả nhà thắt lưng. Thắt lưng bên nhà em là có rất là nhiều cho cả nhà luôn. Thắt lưng này mã của em nó là TL47, TL47 nha cả nhà ơi. Rồi xem ngay luôn. TL47 giá của em nó ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu cả nhà ơi? 55.000 đồng. TL47 nha cả nhà ơi. Giá ngày hôm nay sẽ là 55.000. Đặt đơn comment ngay cho em TL47 kèm số điện thoại. Đó, đẹp không? Cái khóa nè. Khóa kim loại hình trái tim nha, rồi có phối nơ cho cả nhà như vậy luôn. Thắt lưng này mã của em nó là TL47. TL47 nha cả nhà. Khóa này em sẽ đóng vào dây da luôn. TL47 nha cả nhà. Rồi chốt ngay hôm nay cho cả nhà mình luôn, chỉ có bao nhiêu ạ? TL47 giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. Tiếp tục tục em lên cho mình thắt lưng khác nha. Cả nhà có thích thắt lưng màu nâu không? Màu nâu em cũng có, màu gì em cũng có nha. Tranh thủ giùm em nhé. Tranh thủ giùm em nhé cả nhà ơi. Rồi đây em lên cho mình cái mã thắt lưng này. Thắt lưng này mã số em nó là TL78. TL78 ngày hôm nay shop sale luôn ha, 55 cành. TL78 giá 55, đặt đơn comment ngay cho em TL78 kèm số điện thoại. Giá là 55.000 đồng nha. Rồi tranh thủ lên đơn liền giùm em TL78 kèm số điện thoại giá 55. Cưng hơn cả nhà ơi. Xinh ha. Đó, còn đồng em đang mặc trên người ở đây, mã số của em nó là 1723. 1723 giá 259, cái này là TL78. Rồi tiếp tục em lên thêm cho mình cái thắt lưng khác. Thắt lưng này mã số của em nó là TL31. TL31 cả nhà ơi. Rồi xem ngay hôm nay luôn ha. 55.000 đồng. TL31 giá 55, khóa kim loại nè, đính ngọc đính đá cho mình luôn. Chung dày dặn cho cả nhà có co giãn luôn ha. Thắt lưng này mã của em nó là TL31 giá 55. Cưng không cả nhà ơi, tranh thủ nha. Dán xè dài cho cả nhà mình luôn, hai lớp hai túi có khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Rồi đồng đang mặc trên người mã 1723. Thắt lưng này mã của em nó là TL31 nha cả nhà. TL31 giá 55. Rồi thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã thắt lưng khác. Thắt lưng này mã
em là tên là 32 nha. Rồi tên là 32 nha cả nhà ơi. Giá là 55.000. Tên là 32 giá 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em cả nhà ơi. Tên là 32 kèm số điện thoại. Tên là 32 kèm số điện thoại giá 55 luôn. Cưng không cả nhà ơi? Xin muốn xỉu luôn. Đài tên là 32 giá 55. Xin ông phải ơi, xuất sắc liền, quá xuất sắc luôn. Chị khách nào mà hồi bữa nói là em ơi có về đầm á mà hoa nhí đồ này nọ không, thì đợt này em có về hoa nhí đồ này nọ quá trời nha. Hoa nhí mà dán maxi 3 tuần có cho mình luôn nha. Rồi chấm bài tương tác thì xíu lên cho ha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình cái đầm khác. Em lên cho cái đầm hoa tulip nha. Rồi tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho cả nhà cái đầm này đầm chữ A nha. Đầm em đang mặc chiếc người mã 1723 nha mấy chị, 1723 nha. 259 cái đầm này đẹp lắm cả nhà ơi. Cổ vuông nè, xếp ly 3 tầng cho mình như vậy luôn, cưng lắm nha. Rồi nhanh tay lên đơn liền giùm em nha, mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn. 1723 giá 259. 1723 giá 259.000 đồng. Nhanh tay thì còn chậm tay hết nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây. Lên cho mình mã của em đó là 1716. Đầm này mã của em đó là 1716 nha. Một 716 em đang có cho cả nhà đầy đủ 4 size luôn, M, L, XL là cả 2XL. Mã của em đó là 1716. Cổ chéo nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút là giúp em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Rồi rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha, mã số với số điện thoại cho em là được luôn. Đây đầm này mã của em đó là 1716. Đầm em đang mặc trên người mã của em đó là 1716 nha, cưng xỉu luôn. 1716 rồi sale luôn 229.000 đồng. Đầm này chất IT hàng nha cả nhà ơi, mã của em đó là 1716. 1716 229.000 đồng, 7 IT hàng nha cả nhà ơi. Đó cái em mẫy này dày dặn vừa nha, co nhãn nhiều luôn. Váy này em may cho cả nhà một lớp hai túi nha, dán chữ Adidas. Phía trước này em sẽ may cho cả nhà là 3 mảnh rời ráp lại vào nhau, và sau lưng là 4 mảnh rời ráp lại vào nhau nha cả nhà ơi. Trời quá đẹp luôn á trời, quá xuất sắc luôn á cả nhà ơi. Rồi nhanh tay dùng em nha cả nhà ơi. Mã hàng với sinh hợp. Ủa sao cái tóc này của em đang bị thẳng ra rồi. Rồi nhanh tay dùng em nha cả nhà, mã số sáng gọi cho em ra được ha. 1716 sale rẻ hôm nay luôn 229.000 đồng. 1716 sale rẻ hôm nay luôn 229.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt đơn comment ngay cho em luôn mã hàng và số điện thoại. Mã hàng và số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha cả nhà. 1716 sale rẻ hôm nay luôn 229.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 229.000 đồng thôi. Chốt ngay hôm nay nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha. Rồi nhanh tay dùng em nha, 1716. Nhanh tay dùng em nha cả nhà, 1716 và xin hỏi ha. Rồi, cưng quá trời cưng. Rồi nhanh tay lên đơn chút này giùm em nha cả nhà ơi. 1716 giá chỉ có là 229.000 đồng. 1716 giá 229 cả nhà. Dán đầm phong xòe xòe như thế này nè. Đầm này chất của em đã dòng vải IT hàng. Cái vải IT hàng này mặc rất là thích luôn. Không những mềm, nhẹ mát và có co giãn nhiều luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn chút này giùm em nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn. Sale ngay hôm nay nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Rồi nhanh tay dùng em tư vấn nha cả nhà, mã hàng với số điện thoại cho em là được nha. Tranh thủ nha cả nhà, mã số số điện thoại cho em là được. Đầm em đang mặc trên người mã của em nó là 1716. Đầm đang mặc trên người mã 1716 nha. Đó, váy này em may cho lại một lớp hai túi, có kéo là mình sau lưng luôn, chỉ còn có giá tiền là 229.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Chấm bài tương tác giùm em nha cả nhà ơi, đừng quên chia sẻ like ha.
mình chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm nè, và để với chế độ công khai như vậy là được nha cả nhà ơi. Rồi em lên thêm cho mình cái mẫu lần này sale rẻ luôn, 159.000 đồng, 159.000 đồng. Mẫu em đang ngoài trên người, mã số của em nó là 1681. Rồi, đầm em đang mặc trên người, mẹ của em đó là 1716 cả nhà ơi, 1716. Ủa, 16781, em đang mặc trên người mẹ 1681. 1681 cả nhà, rồi sale luôn. 1681 giá 159.000 đồng. 1681 giá 159.000 đồng. Chị nào mình đặt đơn comment ngay cho em mã 1681. 159.000 đồng. Đẹp không cả nhà ơi, chất cát thái nha. Váy này mềm đẹp chất mát nha cả nhà ơi, dài dài cho mình luôn đó, dài tới bắp chân của em nha, xinh không, họa tiết cánh bướm trải đều trên thì vải luôn. Mã của em đó là 1681 ha, chị nào mình đặt đơn comment ngay cho em mã số 1681 và số điện thoại trên là được luôn. Đây là giá sale online nha cả nhà ơi, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt đơn thì mình tranh thủ dùm em nha, 1681 và số điện thoại. Rồi tranh thủ cả nhà ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. 1681 ngày hôm nay sale luôn. 1681 ngày hôm nay sale luôn cho cả nhà mình luôn. Giá của em chỉ có là 159.000. Rồi, 159.000 đồng, tranh thủ lên đơn chút liền em cả nhà nha. Chuẩn bị lên năm mới nha cả nhà ơi. Chuẩn bị lên năm mới nha cả nhà đây. Chấm bài tương tác, chia sẻ live stream hộ em nha cả nhà ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1681. Đặt đơn comment ngay cho em mã số 1681 và số điện thoại cho em là được ha. Đây là giá chốt online nha cả nhà ơi. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay, em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chiếc đẹp mình luôn. Nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm tay quá là hết nha cả nhà ơi. 1681159. Đầm này chất cát thái nha. Cái chất cát thái thì cả nhà cứ yên tâm, mặc lên nó rất là mát luôn. Cái chất cát thái này là bao mát cho cả nhà luôn á. Mát rượi rượi luôn nha. Rồi 1681 cả nhà ơi, chất rất là mát cho cả nhà luôn. Chấm bài giùm em, chia sẻ like hộ em đi cả nhà. 1681 ngày hôm nay sale rẻ luôn, 159 nha, 159.000 đồng. Mã của em đó là 1681. Chị nào mình đặt hàng nhanh tay em đảm bảo là sẽ có đơn hàng nè. Đặt đơn chậm là hết nha, tranh thủ giùm em ha. Em treo cho mình ở đây có cái nón nè ha. Đó, treo cho mình thêm cái nón nè. Cưng không? Dễ thương vô cùng luôn. Rồi 1681 giá 159. 1681 giá 159.000 đồng nha. Để mình chấm bài tương tác dùm em nha cả nhà ơi. Chấm bài tương tác dùm em, đừng quên chia sẻ like hộ em nha, em tư vấn nha. Rồi bây giờ nè, em lên thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã đầm khác. Đây là đầm mới nha cả nhà ơi. Cả nhà có thích đầm mới không? Thích đầm mới chấm tương tác dùm em nha cả nhà. Em lên đầm mới cho mình nè. Mẫu này mã của em đó là 1734. Đây, quá trời xinh đẹp luôn cả nhà ơi. Mê ly luôn đúng không? Đó. Đây nhìn giùm em nha. Cổ sen nha. Đó, tay lỡ nè, vai phòng cho mình luôn. Xinh không cả nhà ơi? Cái này là 1734 phải không? Chạm xíu nha. Đúng rồi cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Chấm bài tương tác, chia sẻ like hộ em đi cả nhà ơi. Cả nhà có vô hay là em bị ẩn comment gì ta? Em không có thấy cả nhà mình ạ. Cả nhà em không có thấy cả nhà mình. Chấm bài tương tác giùm em, chia sẻ like hộ em đi cả nhà. Em không có thấy cả nhà mình nha. Đó, hôm nay Facebook nó bị sao rồi ta, hay bị ẩn comment rồi nhở. Rồi tranh thử giùm em nha cả nhà ơi. Tiếp tục nè.
Cái mẫu này mẫu chấm bi, hồi đầu em có lên cho mình mẫu chấm bi rồi đúng không? Nhưng mà mẫu đó nó bị lẻ size. Cái mẫu này mới đúng là đủ size cho mình nè. Cái này thì em mới về thôi, cho là bây giờ chị khách nào mình đặt đơn cũng có hết. Riêng cái mẫu này là chị khách nào mà mình đặt đơn cũng có hết cho em ha. Mẫu của em đó là 1734. 1734 cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. 1734 em cập bến cho cả nhà mình đây ạ. À, đầm này thì thiết kế của em nó sẽ là cổ sen cho cả nhà mình ha. Đó, tay của em đó là tay lỡ cho cả nhà mình, có nhánh eo luôn, dán đồng phong xòe rất dài, rồi lên phong đỉnh cho cả nhà ơi. Đẹp ha, lên phong rất là xinh luôn. Mình thích cái mẫu này của em thì mình cứ việc comment ngay cho em luôn mã số của em nó. 1734 và số điện thoại cho em là được. Đây, cả nhà nhìn giùm em đi. Cái chốt của em nó nè. Đó, dòng vải y tiên hàng cao cấp nha cả nhà ơi. Đường may mỗi chữ rất đẹp và co giãn nhiều. Vải này đặc biệt luôn, không có nhăn, không nhăn gì hết. 40kg cho tới là 80kg và eo dưới 100 thì mình sẽ mặc đẹp cái mẫu này luôn. Tông màu của em đó là nền đen nha, chấm bi màu trắng ha. Thì đây là một cái tông màu rất là dễ mặc luôn cả nhà. Da trắng da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn của mình diện lên đều ok cho em luôn. Dễ mang vô cùng nha. Và mình có thể mặc đi đâu, mặc đi chơi đi tiệc cũng được. Mình mặc đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn ha. Rồi bây giờ nè, đồng em đang mặc trên người mã của em đó 1734. Cả nhà thích cái mã váy này cứ bình luận cho em 1734 và số điện thoại. Thì ngày hôm nay em sale cho chiếc của mình luôn, chỉ có nhiêu 259.000 đồng một lớp, có túi đầy đủ cho mình hai túi hai bên và có khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Rồi chị Mỹ Hạnh có đơn hàng luôn ạ. À, chị Thanh Trúc một chiếc nha, chị Thi Thi có đơn luôn 1724. Dạ, nhanh tay lên đơn giùm em 1734 cả nhà, 1734 nha, 1734 và số điện thoại cho em là được ha. Rồi nhanh tay thì còn chậm đây hết cả nhà, 1734 tại cửa hàng nhà em đang bán là bao nhiêu? 349.000 đồng. 349.000 đồng tại cửa hàng. Nhưng trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách hàng mình đặt đơn nè và có chia sẻ live stream, em giảm giá liền cho chị luôn, chỉ còn 259.000 đồng thôi ạ. À, xinh lắm nha, đầm này chất rất là mát luôn á. Vải này chị có rồi, mặc mát lắm nha em ơi. Em cảm ơn chị đẹp mình nhiều ạ. Cảm ơn cả nhà mình đã nhận được váy rồi còn quay lại đây không có review sản phẩm cho em nữa. Đầm này mặc rất là mát luôn chị nha. Mã của em đó là 1734 nha. Nhanh tay giùm em 1734 và số điện thoại là được ạ. À, đây, cái dáng nè xinh không, ngoại trừ xe váy ra em có xe nón nè, đây nón cói nè cả nhà ơi. Đó, chị khách nào thích thì mình cứ nhắn tin cho em ha. Rồi em có xe luôn cho mình cả thắt lưng, ở đây em đang có thắt lưng này đẹp nè cả nhà ơi, TL32 dây lưng chung dày dặn co giãn, bao da ngay đầu khóa, da mềm dẻo, đường may rất đẹp và có khóa kim loại luôn. Thắt lưng này thì cái khóa sẽ được đóng vào dây da như vậy luôn nha, kỹ ghê chưa. 55.000 đồng thắt lưng này, mã của em nó là TL32 cả nhà ơi. Đó, phối giường cái, nhìn cái eo của mình nó nhỏ gọn hơn luôn và có điểm nhấn ngay phần eo liền đúng không ạ? Ít nhất trong tủ đồ mình phải có một em thắt lưng như thế này. Trời, nó đẹp quá đây ơi. Đầm nè, dịu không, xinh không? Với cái form này thì siêu dễ mặc cho mình luôn ha. Da trắng, da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay mình tròn, mình diện lên đều ok cho em luôn. Thắt lưng này mã của em đó là TL32 nha cả nhà. TL32 giá 55.000 đồng. Tại cửa hàng em là 70, trên live stream ngày hôm nay sale rẻ luôn, có 55.000 đồng thôi. Đầm mấy màu vậy shop ơi? Một màu duy nhất nha chị ha, không có màu thứ hai. Đầm là hai màu em báo luôn trên live stream cho mình dễ đặt luôn. Nhưng mà riêng cái màu váy này hiện tại em chỉ có được mấy màu ạ? Một màu duy nhất. Em chỉ có một màu duy nhất thôi à, không có màu thứ hai nha chị ơi. Đó, còn thắt lưng này là TL32. Mình đặt cái nào cũng vậy, phải có chia sẻ live stream. Tại vì có chia sẻ là em được, em sẽ được có một cái chương trình khuyến mãi cho mình ha. Thay vì giá cũ bình thường mình mua cái đầm này đi là 349.000 đồng, thì ngày hôm nay mình săn cái đầm này với em chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 259.000 đồng thôi. Mà có vết size luôn, 40kg cho tới là 80kg mang vừa. Và eo của mình là eo dưới 100 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn cho em nha. Xinh lắm, giao hàng về tới tận nhà luôn. Đó, thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày hay là qua ngày, ngoại thành phố Hồ Chí Minh thì từ 1 cho tới 4 ngày mình sẽ nhận được váy trừ ngày thứ bảy chủ nhật nha. Dễ thương coi nhơi. Ủa, cái đầm này xinh quá à, kiểu này lại mặc không có sợ bị qua thời lỗ mất đâu. Năm nay mình mặc vài mấy lần cất tủ cho em, năm sau lấy ra mặc cho em vẫn đẹp bình thường luôn cả nhà nha. Rồi, và không những có thắt lưng này nha cả nhà ơi. Rồi, nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho cả nhà mình ha. Chốt ngay hôm nay, không có áp dụng bên ngoài, cả nhà đặt đơn tranh thủ giùm em nha. Rồi, em có thêm cho cả nhà cái mã thắt lưng tiếp theo. Đó, tiếp tục nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút là giùm em nha, mã hàng với số điện thoại cho em mà được em tư vấn nha cả nhà ơi.
Ủa gì vậy ta? Cả nhà chờ em xíu nha. Ờ sao vậy? Ờ chờ em chút nha cả nhà ơi. Đó, đồng này. Dạ 66 kg mặc được chị, cái này mới về. 1734 mới về chị ơi. 259.000 thôi. 80 kg độ về em 100. 80 kg độ về em 100, 1734 chị ơi, còn thấp hơn rồi nè, TL32. TL32 chị nha. TL32 giá 55. TL32. Giá 55 nha chị. Với lại em có thắt lưng này nè. Thắt lưng này là TL31. Thắt lưng này là TL31 cho em. Giá nhiêu? 55.000 đồng luôn. TL31 luôn, giá 55.000 đồng chứ ơi. Đẹp rẻ chất lượng luôn nha, tranh thủ lên đơn chứ mình giúp em mã số với xin hỏi. Ủa sao nghe vậy ta? Cả nhà chờ em xíu nha. Ủa sao em không nghe gì hết? Cả nhà có nghe rõ thông tin không? Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nhà, mã hàng với số điện thoại cho em là được nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nhà, mã hàng với số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha cả nhà mình ạ. Đó, mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1734. 1734 cả nhà ơi, 1734 giá của em đó. Dạ em chào chị Thanh Trúc nha, em chào cả nhà mình mới vô, tranh thủ lên đơn liền giùm em. Cái này là mới nha chị ha, bao nhiêu cân mình mang cũng vừa luôn nè. Rồi, chào chị Thanh Trúc, chào cả nhà mình ạ. Dạ 66 kiếm em vừa mẫu này giùm em. Mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1734. Cái đồng này là mới về chị ạ, mới về em lên luôn nè. Cổ tròn, ôi cổ tròn nè, có với cái bèo nè, bèo sen nè, xin không? Rồi có thêm cho mình cái nút ngọc trai, cái này cái thắt lưng của em nha, cái này mấy rồi. Rồi tháo qua cho mình coi nè. Đẹp không? Nhấn cái eo là nhìn eo nhỏ liền. Dáng xòe dài cho mình luôn. Ở đây là em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân. Và tính là cái đầm này nè, 40kg cho tới 80kg, đầm này big size. Eo dưới 100 cho em luôn. Cao 1m65, mặc dài tới cổ chân như vậy thì thấy có dài không? Rất dài luôn. Mà cái đầm này ngày hôm nay có 259.000 đồng thôi à. Chị Như bé, chị cao 1m6 nặng 66kg, em nằm co giãn không em? Mẫu em đang mặc. Dạ có chị ơi, đầm này là có co giãn rất nhiều luôn ha. Đặc biệt như vậy nè, nó không có nhăn. Khi mà mình về nhà, mình nhận được váy xong rồi mình dở ràng phát, mặc lên được liền luôn. Không hề nhăn một xíu nào cả. 40kg cho tới 80kg lận chị, chứ không phải là 66kg luôn. Chế 66kg là mang đẹp thoải mái cho em. Hai em dưới 100. Dạ giá chỉ có 259.000 thôi à. Vừa big size nè, mà vừa maxi dài nữa, có 259.000 đồng thôi chị ạ. Thay vì á, mà chị mình mua là tại cửa hàng nhà em đi ha, là giá là 350. 350 tại cửa hàng nhà em là vẫn rất rẻ đúng không? Maxi mà 350 vẫn rất rẻ. Nhưng bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn nè và có chia sẻ livestream, em sẽ giảm giá cho chị luôn là 259.000 đồng. Đó, chất này là chất y tiên hàng cho chế đẹp mình luôn. Vải này em về rồi, đây là họ nhà thun nha cả nhà ha. Đó, cái chất này khi mà mình mặc lên thì cái thun y tiên hàng này không phải là thun thường mà là thun nhập khẩu, thun xịn cho mình luôn ha. Mềm, mịn, mướt lắm, mát vô cùng, nó rất là mát luôn. Tuy là em mang cho mình dáng dài như vậy nè, nhưng mà mình mặc lên là nhẹ người nha, không có nặng người gì hết luôn. Có túi đầy đủ cho mang chế đẹp mình luôn, xinh không? Rồi mình thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền giùm em. Để lại comment ngay cho em 1734 và số điện thoại chị Minh Ngô có đơn 1734 luôn ha. Rồi chị Nguyệt Hạnh có đơn 1734, chỉ có nhiêu cả nhà ơi? 259.000 đồng thôi ạ. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền. Comment ngay cho em phía dưới mã số của em nó 1734 và số điện thoại. Chứ là em có xe nón nè. Có chị nào thích nón không? Thích nón báo em nha, em lên nón nha. Rồi và đây em có thắt lưng. Thắt lưng này mã của em là TL31. Cái này có cái ngọc trai. Cái thắt lưng của em cũng có cái ngọc trai, hợp không cả nhà ơi? Cái thắt lưng này là dây lưng chung, co giãn chung, dày dặn nha. Da này da mềm luôn, không gãy, không gấp khúc gì hết. Đường may rất đẹp, khóa kim loại đến ngọc đến đá luôn. Thắt lưng này mã của em là TL31, có 55.000 đồng thôi à. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha, mã hàng với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Rồi đầm em đang mặc trên người mã 1734. Thắt lưng này mã của em đó là TL31. Thì ngày hôm nay như cả nhà thấy đó, là đặt cái gì cũng sale hết, chỉ cần chia sẻ livestream là mình sẽ được chốt sale luôn ha. Đó, thích cái nào thì chốt đơn cái đó cho em, nhớ kỹ mã, không có mã em không lên đơn được. Rồi thích đầm chấm bi em đang mặc nè,
một màu duy nhất luôn chị. Đặt đơn bình luận cho em mã 1734 và số điện thoại cho em là được. Mình đang thắt lưng thì mình bình luận ngay cho em mã số TL31 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Em tư vấn và chàng chờ sai cho mấy chị đẹp mình nha. Cao 1m65, đầu này sẽ mặc dài tới cổ chân như vậy. Thích nón thì sẽ lên nón. Và tiêu biểu nhất ở nhà em đang có cái nón này. Trời ơi nó đẹp. Có dây nữa nha, nhưng mà thôi ở đây đổi dấu dây đi cả nhà ơi. Đợi dấu dây nha. Đó, rồi có dây nữa. Đó, đẹp không? Không có sợ bay cái nón của mình đâu nha. Mũ này là mũ 23. Mũ này mũ 23, giá bao nhiêu cả chơi? 99.000 đồng luôn. Trời ơi cưng quá, cái nào cũng sale. Mũ 23, đặt đơn comment nghe cho em mũ 23 kèm số điện thoại. Thích đồng bình luận cho em mã 1734 với số điện thoại cho em. Thích thắt lưng bình luận ngay cho em TL31 kèm số điện thoại. Như vậy là được chị ha. Hôm nay có chương trình ưu đãi nào cả nha. Dồn đơn 595.000 đồng trở lên được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn. Rồi tranh thủ lên đơn liền dùng em ha. Cả nhà muốn em lên nón nào nữa? Cái này mũ 23 dùng em. Mũ 23 dùng em giá bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000. 99.000 đồng cái mũ này thôi. Rất là rẻ luôn. Rất là rẻ luôn nha. Rồi hay là mình thích cái mũ nào? Mũ này đi. Mũ này đi. Mũ này cũng bự nè chị. Mũ này là mũ 40. Mũ 40 giá nhiêu cả nhơi? 99.000 đồng luôn. Mũ 40 giá 99 luôn ha. Rồi mình thích thì cứ nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. 99.000 đồng. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha cả nhà. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng chờ sai cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Rồi 1734 chị Dư Bé có đơn hàng luôn. Đầm mới chị ơi, đầm mới á. Rồi cưng nha. Tiếp tục em thay thêm cho mình cái mã đầm khác. Chờ em xíu, chấm bài tương tác giùm em đừng quên chia sẻ like. Chấm bài tương tác giùm em đừng quên chia sẻ live stream nha. Rồi em lên tiếp cho mình một cái mã đầm khác nữa đây. Đầm nhiều lắm coi ơi, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng xinh hết trơn á. Em lên cho mình cái đầm khác sale rẻ luôn, 179.000 đồng. 179.000 đồng, mã này là 1697. Rồi, đầm này mã của em đó là 1697 cả nhà ơi. Cưng chưa, cưng chưa. 1697 cả nhà ơi, rồi ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn giá bao nhiêu ạ? Cổ V nha. Tay lỡ vai phòng, có nhánh eo dán đồng phơ xòe. Váy này em mang cho cả nhà hai lớp nha. Hai túi luôn. Ui dính cộng tóc lại. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Mã của em đó là 1697. Sale nhiêu ạ? 179.000 đồng. Rồi 179.000 đồng. Rồi chị Lê Thị Thúy có đơn. Ok em cảm ơn các chị đẹp mình ạ. Đây cái đầm này. Cưng chưa, cưng chưa. Hoa màu xanh xanh nha, nền vải màu đen hoa màu xanh xanh, nhấn eo dán xòe dài luôn. Rồi đầm chị nhận đẹp dự ý. Em cảm ơn chị Vương Ánh Lan nhiều nha. Em cảm ơn cả nhà mình. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Còn quay lại để comment review sản phẩm cho em nha. Tranh thủ giùm em cả nhà ơi. Đây nhìn giùm em. Cái này là von lụa nha. Mát rồi rội luôn, mềm mát lắm ha. Hai lớp kỹ lưỡng. Von mà cả nhà, von luôn luôn phải là hai lớp. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Chị nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em nha. Đó, đẹp không cả nhà ơi? Xinh không? Đó, 1697, 179.000 đồng. Đó, hai lớp, hai túi nha. Dài luôn. Đó, đẹp không cả nhà ơi? Xinh quá trời quá đất luôn. Rồi em lên thắt lưng. Thắt lưng. Đó, thắt lưng lên cái nào? Ôi thắt lưng lên cái nào đây? Cái nào chưa lên? Ủa cái tên là 36 của em đâu rồi? Ủa cái thắt lưng quốc dân của em đâu? Ủa cái thắt lưng quốc dân của em đâu? Ủa kì vậy? Ủa mất tiêu rồi. Tên là 36 của em đâu rồi mấy chị? TL36. Ủa hết hàng rồi. Ủa hết hàng rồi. Trời ơi cái thắt lưng quốc dân của em hết trơn rồi. Thôi lên cái thắt lưng này màu nâu đi. Thắt lưng này mã số của em đó là TL53. TL53 nha. Giá 55.000 đồng. TL53 giá 55 nha. Chị khách nào mình đặt đơn comment ngay cho em nha. Mã số với số điện thoại.
Rồi nhanh tay lên đơn chốt liền giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đơn chốt liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Nhanh tay lên đơn chốt liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha. Rồi tiếp tục này cả nhà ơi, mẫu của em đang mặc cho người 1697. 1697 giá 179.000 đồng. Xanh ha, cái đầm này xanh nha. Thắt lưng này là TL53 giá 55. Cả nhà có thích nón đúng không? Thích nón em lên cho. Trời ơi, cái thắt lưng bốc chân của em nó hết rồi cả nhà ơi. Hàng gì nãy giờ em kiếm nó không ra. Hàng gì nãy giờ em kiếm nó không ra cả nhà. Rồi đây, thắt lưng này mã số của em nó là TL76. TL76 nha. Rồi TL76 giá bao nhiêu cả nhà ơi? TL76 giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. TL76 giá 55. TL76 giá 55. Rồi chị khách nào mình thích cứ chốt cho em nha, chuẩn miệng qua đồng. 1697 cả nhà, 1697 đó, đẹp không? Cái chân của em nó là nối với lại thêm một cái tầng ren. Chân của em nó nối với là một cái tầng ren ha, cưng không? Ren nha, mềm nha, đẹp không có nhơi, xuất sắc liền đúng không? Thích thì cứ lên đơn cho em. Rồi đầm là 1697, thắt lưng này là TL76, thắt lưng TL36. Hôm nay chị khách nào đặt đơn nhanh là có, đặt đơn chậm là nó hết veo rồi, không có còn một cái thắt lưng TL36 nào luôn. Hôm nay em tìm em hết hồn luôn cả nhà, nó đâu còn nữa đâu, hết trơn rồi nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Tiếp tục thay thêm đầm khác. Đây. Đây cả nhà ơi, cái này đẹp nè. À cái gì cũng đẹp hết. Cái này mới nè cả nhà ơi. Cái này mới nè cả nhà ơi, rất đẹp luôn ha. Rồi tranh thủ giùm em. Đây. Rồi ok chị tên là 76 nha, cái này mới nè chị ơi. Cho màu đen chấm bi. Màu đen chấm bi mã của em là 1734 á chị Mỹ Duyên. Màu đen chấm bi là 1734 nãy mới lên đúng không? Chế đẹp mình thích màu đó bình luận cho em 1734 và xin thoại giùm em nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Rồi cái này 1733. 1733. Rồi nhanh tay lên đơn là dùng em nha cả nhà, mã hàng với số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha cả nhà ha. Giá sale online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha. Chị này mình đặt hàng nhanh tay em đảm bảo là sẽ có đơn hàng nha. Rồi đặt đơn chậm tay quá nó hết hàng uổng nha cả nhà, tranh thủ lên đơn là dùng em nha. Mã số với số điện thoại. Rồi em đang mặc. Ok chị Diễm Trúc nè, tên là 76 có đơn. Chị ơi, cái chấm bay hồi nãy là 1734 á chị. Chấm bay là 1734 á chị Mỹ Duyên ơi. 80 kg độ về em với 100 giùm em. Đó em với 100 giùm em thì mình sẽ mang đẹp thoải mái giùm em nha. Đầm ở nhà em nhiều lắm, đầm mới đầm cũ gì ngày hôm nay cũng có hết nha. Rồi nhanh tay lên đơn là giùm em nha, mã số với số điện thoại cho em là được ạ. Rồi đây tiếp tục này cả nhà ơi, đẹp quá trời quá đất luôn. 1733 nè. Cái này lại mới về nha, xinh muốn xỉu luôn mà nó có sang nữa chứ. Vừa xinh mà nó vừa sang nữa cả nhà ơi, đỉnh quá trời đỉnh đúng không? Rồi cái này 1733 nha, cả nhà đặt đơn comment ngay cho em luôn 1733 với số điện thoại cho em là được ha. Tao một cái tao màu vàng đó nhở. Đợt này em về cho mình cái đầm này màu vàng vàng, cho em xin 5 giây uống nước nha. Rồi tranh thủ giùm em nha. Rồi đây tiếp tục. Rồi ok cả nhà mình, cho em xin số điện thoại luôn chị Mỹ Duyên ơi. Cho em xin thêm số điện thoại luôn chị ha. Rồi cái mẫu đầm này thì đợt này em về cho cả nhà tao màu vàng, đẹp mê ly luôn, đẹp xuất sắc luôn chị ạ. Đầm này cổ chéo nha, tay lỡ cho cả nhà mình, có nhánh eo luôn và dáng đầm phông xè dài, da dũ lắm. Cao mấy 65 mà đầm này em mặc dài tới cổ chân nè, thấy form nè, sang không? Đẹp không cả nhà ơi? Cổ này là cổ đắp chéo, thì với cái phần cổ đắp chéo này cả nhà có thể tùy chỉnh được ha. Mình thích chỉnh, mình thích cổ này đắp chéo tới đâu thì mình chỉnh tới đó giùm em. Rồi xong đó mình giúp chị lại, ok không? Rồi chất của em nó là dòng vải YT hàng cao cấp, cao giãn nè. Đẹp không? Nền đen, lá vàng, có nhánh eo, dáng đồng phông xòe dài cho mình luôn. Mẫu của em nó là 1733.
Để rồi đặt đơn thì rất là đơn giản, bình luận cho em mã 1733 và số điện thoại cho em là được. Rồi ngày hôm nay để mà mình được nhận giá sale nha, thì cũng y như những cái mẫu khác bình thường thôi, là mình có chia sẻ livestream, không cần chơi mini game, cũng không cần làm gì quá phức tạp. Mình chỉ cần có được chia sẻ livestream cho shop là được rồi. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai 1733 cho chị Vương Ánh Loan. Chị Nhung Phượng có túi không em? Có chứ chị. Đầm xòe nào bên nhà em cũng may hai túi hay bên hết, tại vì em biết là cả nhà mình rất là thích đầm có túi luôn. Cho nên sẽ may kỹ luôn ha. Một lớp là vừa mặc rồi, tại vì cái đầm này á, cái dòng vải y tiên hàng cả nhà đã có rồi đúng không? Thì nó dày dặn vừa và đây là họ nhà thun, cho nó co giãn rất nhiều luôn. Hoàn toàn không nhăn, về nhà dỡ ra mặc lên được liền luôn nha chị ơi. Giá 259.000 đồng luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1733. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc hợp bên nghe cho em mã 1733 và số điện thoại cho em là được ha. Nền vải của em ấy nè cả nhà, màu đen, lá vàng, nhánh eo, dáng xòe dài. Trời nó đẹp lắm rồi ơi. Lên đơn liền ngay bây giờ giúp em ha, 1733 và số điện thoại. Em có giao hàng chị ạ. Quan dòng chị ở đâu? Nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, trong ngày hoặc là qua ngày mình đã nhận được váy. Còn chị khách nào mà mình ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thì từ 1 cho tới 4 ngày mình sẽ nhận được váy, trừ ngày thứ 7 chủ nhật ra cho em là được ha. Đó, rồi đầm em đang mặc cái người mã của em nói là 1733. 1733 cả nhà. Rồi sale rẻ hôm nay luôn. 1733 sale rẻ hôm nay luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 259.000 đồng. Đó, thì đầm này nó sẽ có big size luôn. Tại vì nãy giờ em giới thiệu cho mình là co giãn nhiều đúng không, 40kg cho tới là 75kg. Và eo dưới 95 thì cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Thì không những là bên nhà em có xe váy đâu, em còn có xe rón nè, em còn có xe thắt lưng nữa. Lên trước cho mình một thắt lưng cho mình coi thử ha, đẹp lắm luôn á. Thắt lưng này mã số của em đó là TL32. Bền, đẹp. Rồi TL32 giá nhiêu cả nhà ơi? 55.000 đồng. Ui, phối cái thắt lưng vô nhìn đẹp ha cả nhà ơi. Nhìn cái eo của mình được siết chặt nhỏ hơn nè, rồi có điểm nhấn ngay phần eo nữa. Thì ít nhất là mình phải có một cái thắt lưng ở trong tủ đồ. Tại sao cả nhà? Khi mà mình phối thắt lưng vào ha, nó siết chặt eo mình lại, thì nhìn cái eo của mình nó nhỏ hơn nè. Lâu rồi rồi giờ chị Phương Diệp lâu rồi không xem, hôm nay xem thấy em xinh quá em cảm ơn chị mình, chứ mình mà khen em là lát hồi em la không nổi luôn. Em cảm ơn chị mình nhiều nha, cứ ấn theo dõi bên nhà em, ngày nào em cũng có like cho mình xem hết đó chị ạ. Rồi đầm em đang mặc trên người mã của em là 1733 nha, 1733 với số điện thoại giùm em. Thắt lưng này mã số của em đó là TL32. TL32 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Giá của em ngày hôm nay bao nhiêu? 55.000 đồng thôi. Thay vì giá cũ bình thường mình chốt cái thắt lưng này á là 70, trong live ngày hôm nay em chốt luôn có 55.000 đồng thôi. Dây lưng chung này chị, bao da nè, da mềm dẻo, đường may rất đẹp và có khóa kim loại luôn ha. Và cái khóa này em sẽ đóng vào dây da kỹ lưỡng như thế này luôn, đẹp không chị ơi? Rồi tranh thủ nha, dồn đơn 595.000 đồng được miễn ship cho em luôn á, có nón luôn. Bạn thích nón nào thì báo em. Đây các mẫu nón bên nhà em đây nè, đẹp không chị ơi? Xuất sắc đúng không? Đang sale rẻ luôn. Thì nón nó sẽ tầm giá là 99k, 119 và 129k. Đây là toàn bộ các mẫu nón bên nhà em, đội rất là mát luôn ạ. Rồi kiểm tra giùm em lần nữa nha. Đầm em đang mặc mã của em đó là 1733 ạ. Đó, thích thì cứ chốt đơn cho em luôn. Em tư vấn và chở hàng 1733 với số điện thoại 1733 nha. Rồi giá là 259.000 đồng. Thắt lưng hồi nãy là TL32 nha chết. TL32 giá của em nó sẽ là 55 cành luôn. Rồi 55 cành luôn ha. Quá ghẻ quá đẹp luôn. Rồi em có cái thắt lưng này. Thắt lưng này là TL bao nhiêu ta? TL47 nha. TL47 ha. Chị em xíu. Rồi TL47 nha cả nhà ơi. Số lượng có hàng luôn. Rồi TL47 nha cả nhà, giá 55. TL47 giá 55 nha cả nhà ơi. Đẹp luôn. Đó, đẹp không cả nhà ơi? Ui, phối vô cái này cũng đẹp nè cả nhà. Cái thắt lưng này phối vô cũng đẹp nè, bảng to vừa nè cả nhà ơi. Phối vô cũng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rồi tranh thủ nha cả nhà, cho em xem một nốt chấm đi. Tương tác buổi tối này chắc các chị đẹp mình ngủ hay đi chơi rồi, tương tác hơi kém một tí ha. Rồi tranh thủ giùm em. Váy mới này nè, mới về là lên liền luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã của em đó 1733 này cả nhà ơi.
cổ chéo nha. Đó, em giới thiệu cho mình lần nữa, rất đẹp luôn. Cổ chéo này mình tùy chỉnh luôn. Đây nè, mình mặc tới đâu mình nhíp tới đó. Thích mặc cao hơn, nhíp cao hơn, kính cổng cao tường. Thích mặc gợi cảm sexy, nhíp thấp xuống dưới. Chị Như Bé cho chị 1733 nha. Em cảm ơn chị đẹp mình. Chị Nguyễn Yến ơi, 1733 nè, 259.000 nè chị. Đó, ghim cho chị cái comment luôn. Rồi, đồng này trước của em nói là dòng vải ET hàng cao cấp đó chị ạ. Và đây là họ nhà thun cho nó có độ co giãn rất nhiều. Đây em phối thắt lưng nè, đẹp không? Hồi nãy không phối thắt lưng vẫn đẹp. Giờ em tháo ra cho mình coi. Chị nào vô sau coi nè. Coi cái đầm nguyên bản nè, không có phối thắt lưng nè. Trời ơi, lên form đỉnh chưa? Trời ơi, đẹp quá. Đẹp lắm luôn đúng không chị ơi? Cái đầm này á, nó dày dặn vừa chị ạ. Nhưng mà chỉ cần mang một lớp thôi, không cần phải mang hai lớp luôn. Một lớp thôi là vừa mặc rồi. Co giãn rất nhiều luôn. Váy này may một lớp, hai túi hai bên đầy đủ. Và có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn ha. Chị thích cái đầm này của em, lên đơn liền giùm em. Mã của em đó 1733. Và xuyên hợi chất mềm mát mềm vải màu đen, có phối cho mình lá màu vàng. Đó, mấy nay chị em về cho mình toàn là mấy cái mẫu đầm màu tối tối không đúng không? Nhưng mà có nhiều chị mà hỏi em là ờ em ơi, có về cái đầm nào mà màu sáng hơn xíu không? Tại vì chị có đầm màu tối bên em nhiều quá. Đó thì đợt này có chứ chị. Đây em có đây. Mẫu em đang mặc trên người mẹ của em đó là 1733 đây cả nhà, 1733. Thích thì mình cứ việc lên đơn chút liền giùm em. Để lại comment ngay cho em phía dưới mã 1733 và xin hỏi ha. Mã số dễ nhớ đúng không cả nhà ơi? Đẹp mềm chất mát nha. Rồi có một màu cho mình ha. Dạ 49kg mà xe mờ cho em. Đầm này có big size luôn chị. 40 cân cho tới 75 cân. Eo dưới 95, đo eo thì đo ngang khuỷu tay. Hoặc là mình đo trên bụng giùm em. Trời cái màu này mặc nó trắng tươi à. Đẹp quá cả nhà ơi, khóa kéo nằm đằng sau lưng nha. Dáng dài lắm luôn. Em cao 1m65, cả nhìn thấy dài không? Dài tới cổ chân của em. Thích mặc dài dài để dài dài, thích mặc ngắn hơn thì mình lên lại, lên tới bắp chân của em như vậy. Đó là được ha. Rồi có túi đầy đủ luôn cho mình nè. Ok không? Xuất sắc không? Đó. Còn thắt lưng, thắt lưng hôm nay em sale tiếp cho mình mẫu này. Hồi nãy em lên cái mã TL32 đúng không? Còn cái mã này là TL47 ha. TL47 nha chị ơi. Dây lưng chung, bao da ngay đầu khóa, da mềm dẻo không sợ bị gãy bị góc khúc gì hết. Khóa kim loại nè. Đó khóa kim loại nè cả nhà. Hình trái tim phối nơ cho cả nhà luôn. Cân dễ sợ luôn ha. Rồi thích thì cứ chốt đơn cho em luôn. TL47 kèm xuyên hở giá 55 cần. Phối vô cái này nãy em phối rồi, mình thấy rồi đúng không? Phối vô cái này thì cái eo của mình nhỏ xíu luôn ha. Nó siết chặt cái eo, nhìn eo của mình nhỏ hẳn luôn. Và có cái khóa ở đây thì nhìn cái phần eo của mình nó sẽ có điểm nhấn hơn đúng không cả nhà ạ? Rồi, ngoài trừ xe váy nè, xe thắt lưng nè, sót còn xe nón nữa. Đây, đây là các mẫu nón cói bên em ha. Nón cói cũng có, nón len cũng có luôn. Rồi, cả nhà muốn em lên cái nào cứ nhắn tin cho em nha. Em lên và em sẽ giới thiệu cho các chị đẹp mình luôn. Thì nón mình nhà em giá sẽ dao động tầm khoảng 99.000 đồng, 119 và 129 nha. Báo công khai cho cả nhà luôn ha. Cứ yên tâm chốt đơn cho em. Rồi, ngày hôm nay thì cái gì cũng sale. Như cả nhà thấy á, cái đầm này là 1733 đúng không chị? Thì cái giá bình thường mình mua đã là 349.000 rồi. Rồi, nhưng mà hôm nay thì em sẽ sale cho chị luôn là còn 259.000 thôi. Đó, như vậy là đầm sale rất là lớn. Thắt lưng thì TL47 thì từ giá 70.000 em giảm cho chị luôn là còn 55.000 thôi. Đó, rất là rẻ đúng không? Nó có cũng sale luôn. Mình dồn đơn hàng cho em 595.000 đồng trở lên thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn. Ok không ạ? Cố gắng lên đơn ngay bây giờ cho em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình. E83 có đơn chị. Chị một chia sẻ trên lời có không em? Dạ có chị nha. 4 size cho mình, đầm lên đích size nhưng mà là đầm có size. M là XL và là cả 2XL luôn. Từ 40kg cho tới 75kg và eo dưới 95. Ha, eo dưới 95 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Đây vì sao cả nhà? Đo ngang khuỷu tay đi qua hoặc là mình đo trên rốn giùm em. Chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất cho em luôn ha. Rồi bây giờ này em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm cái mã đầm khác nha. Ưng đầm nào cứ chốt đơn liền giùm em nha cả nhà. Mã số xin hỏi cho em được. Chấm bài tương tác giúp em và đừng quên chia sẻ livestream ha. Chấm bài giùm em đi cả nhà, chia sẻ livestream giùm em. 1733 thắt lưng hồi nãy là TL 47 nha cả nhà. TL 47 giá 55 ha. Rồi TL 47 giá 55 nha cả nhà. Chấm bài tương tác chia sẻ like hộ em nha. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm nha cả nhà cùng xem thêm một cái mạng khác. Rồi tranh thủ cả nhà ơi. Đây. Lên tiếp cho cả nhà cái đầm này ngày hôm nay shop sale luôn. Với giá chỉ có là 159.000. 159.000 đồng cả nhà. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em đó là 1588. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1588 cả nhà. Đầm này nè. Em sẽ may cho cả nhà mình nguyên cái dàn hoa thêu ở đây luôn. Ha. Rồi may nha cả nhà ơi.
Rồi. Rồi nhanh tay lên thương chút liền giùm em nha. Mã số với xin hỏi chúng là được. Đồng em đang mặc cái người mẹ của em nó là 1588. Đồng em đang mặc trên người mẹ của em nó 1588 nha cả nhà ơi. 1588 là giá nhiêu? 159 ngàn. 1588 giá 159. Đồng này cái sẽ là cổ tim ha. Có phối cho mình nguyên một cái dàn hoa theo. Rồi tay ngắm nè, nhánh eo nè, dáng nồng phong sẹt che bụng tốt luôn. Một lớp hai túi, có khóa kéo là mình xong luôn. Tin không cả nhà ơi? Đẹp không? Cưng ha. Đồng này chất liệu vậy của em là chất xốp dập ly nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em, coi giãn luôn. Đẹp không cả nhà ơi? Xuất sắc liền ha. Rồi thích thì ngay bây giờ lên đơn chút liền giùm em. Mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1588. Rồi 1588 giá 159.000 đồng. 1588 nha cả nhà ơi. Giá của em nó sẽ là 159.000 đồng. Quá rẻ luôn. Rồi để em ghi mã cho mình ha. Ghi bình luận cho mình. Xin không, xin không. Rồi có nón luôn. Em có nón tay bèo luôn. Tay nón bên nhà em nè. Em sẽ có cho mình hai cái mẹ nón. Đây cái này mũ 22 là màu nâu. Nhiêu tiền một cái? Dạ cái gì chị ơi? Đầm này đúng không? Đầm này 159 ngàn nè chị. Tùy đầm. Có đầm 99 ngàn đồng. Trăm mấy giá nào cũng có, 200 mấy giá nào cũng có luôn. Cái đầm này là từ 350. Em sale xuống cho chị còn 159 ngàn thôi. Mũ này là mũ 22. Mũ cói nha chị ha. Mũ cói, mũ 22. Giá 99 ngàn đồng nè. Mũ cói đen với dây cước, có phối cái nơ rất đẹp luôn. Rồi cái viền nè. Ôi xinh chưa? Mũ 22 là màu nâu giùm em. Mũ 22 là màu nâu gì vậy ơi? Và có em mũ 35. Mũ 35 99 ngàn luôn. Là màu gì cả nhà ơi? Màu kem. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Mũ 22 99 ngàn đồng. Mũ 35 là màu kem. Mũ 22 là màu nâu. Mũ 35 là màu kem. Đồng giá luôn chỉ có 99 ngàn thôi. 99 ngàn thôi cả nhà ơi. Quá trời rẻ rồi đúng không? Thế thì cứ lên đơn chút liền giùm em. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. Mã hàng với xin hỏi cho em được em tư vấn. Với lại em có mũ đây nè. Mũ này là mũ lưới. Mình thích cái lưới nào? Thích cái lưới đen trắng bình luận cho em là mũ 24. Thích lưới đen trắng bình luận cho em mũ 24. Mũ 24 cả nhà ơi. Rồi giá 99 ngàn đồng. Còn mũ 25 cũng 99 ngàn luôn. Là màu đen. Rồi tranh thủ giùm em nha. Em tư vấn ở cạnh mình luôn. Mũ 24, mũ 25 màu đen. Rồi nhanh tay lên đơn chút là giùm em mã số với số điện thoại trên bàn được ha. Tranh thủ giùm em tư vấn nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút là giùm em cả nhà ơi, mã số với số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người mã 1588. Chị ơi cái 1588 này em chỉ còn hai size nhỏ mới sale nha. Em còn cho mình size M và size L 40kg cho tới là 60kg. Và em của em đó là em dưới 80 nha chị. Em dưới 80 nha. Rồi ok chị bà nội Bi có đơn mũ 22 màu nâu. Rồi nhanh tay lên đơn chút là giùm em nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn. Chốt ngay hôm nay nha bạn ơi. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Rồi em có cái mũ này đơn giản vậy rồi nè. Mũ này đơn giản vậy rồi là mũ 43. Mũ đơn giản vậy rồi này. Mã của em đó là mũ 43 nha. Mũ 43 giá 99 ngàn đồng. Mũ tròn có phối cái nơ. Rồi rất là đẹp luôn ha. Mũ 43 giá 99. Mũ 43 giá 99 ngàn chị ơi. Rồi đặt đơn thầm em nha cho em. Mũ 43 kèm số điện thoại giá 99. Mũ 43 kèm số điện thoại giá 99 dùm em nhé. Rồi ok tiếp tục em sẽ chuyển cho em để bạn cùng xem thêm một cái mã đầm khác. Thích đầm nào tranh thủ dùm em nha. Rồi còn đầm em đang mặc ở đây. Đầm em đang mặc ở đây, mã của em đó 1588. Cả nhân chất liệu vải của em nó là dòng vải xốp dập ly. Co giãn nhiều cho mình luôn. Cái này cũng hỏi nhà thun nha, co giãn nhiều. Vải dày cho mặt lên rất là mát luôn. Không có sợ nhăn nhầu hay chạy vào vải gì hết. Co giãn là bao la bát ngát cho mình luôn nha. Rồi nhanh tay dùng em luôn. Đầm đang mặc trên người mã của em đó là 1588. Đầm em đang mặc trên người mã của em đó 1588. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc thầm bên ngay cho em mã 1588 và số điện thoại cho em là được ha. Chúc ngày hôm nay không áp dụng bên ngoài nha mấy chị yêu nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây.
lên đầm khác cho cả nhà luôn nhé. Em lên cho cả nhà cái đầm này, đầm này mới này cả nhà ơi, hoa nhí này, đầm này hoa nhí mới này cả nhà, xinh xỉu luôn nè. Đầm này mã của em nó là 1731 nè. Ôi trời ơi, xinh thế. 1731 xinh thế không biết. 1731 này cả nhà ơi, đẹp quá à. 1731 hoa nhí nha. Chị nào mà chưa có thì tranh thủ nha, lên đơn liền nha. 1731 và xuyên thoại. Ôi, cái đầm này sao rẻ nè. Vải von này hơi bị đỉnh luôn, coi như von này hơi bị đẹp luôn á, xuất sắc lắm. Rồi tranh thủ nha, chờ xíu nha, em mang cái đôi giày lên cho nó đẹp. Trời ơi, xuất sắc coi như 1731 này, đứng gần cho mình coi nè. Cưng chưa? Chị nào vào sau chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Chị khách nào vào sau chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Chấm bài tương tác giùm em, đừng quên chia sẻ like luôn. Mình chia sẻ lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai là được ha. Rồi để em chỉnh cái cây này. Cái live stream đó, hồi ôi nó đẹp, đẹp dữ dội luôn. 1588 bao nhiêu vậy em? Dạ 159.000 đồng á chị Phụng kia. 1588 giá là 159.000 đồng á chị. Rồi nhanh tay giùm em nha. Ôi ôi cái đầm này, cái đầm này em xem không rẻ là em không lấy tiền cây vào luôn á. Ôi sao mà nó có thể rẻ được như thế cơ nhà ơi. Ôi xinh lắm luôn nha. Mã của nó là 1731 nha. Tranh thủ giùm em luôn. Em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Mẫu mới cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó 1731. Đó như đã hứa với cả nhà mình. Đó, mới hôm qua hôm kia là em có hứa đúng không? Là em sẽ về cho cả nhà mình đầm maxi 3 tầng luôn và có phối cho cả nhà mình hoa nhí luôn đúng không ạ? Đứng gần cho mình xem cái chất von hàng của em nó, chỗ nó đẹp mê ly luôn á, đẹp lắm cả nhà ơi. Đường may mũi chỉ xuất sắc nè. Có phối cho mà cả nhà mình kim tuyến và kim tuyến này giặt tay giặt máy thoải mái, không bay không phai luôn ha. Những cái chùm hoa nhí nè, cưng không? Trải đều trên này vải cho mình. Và chỉ có phần tay lại may một lớp thôi, chứ phần thân váy thì chắc chắn là phải là hai lớp rồi ha, chắc chắn là phần thân váy luôn luôn phải là hai lớp. Có luôn hai túi hai bên ha. Có khóa cái ẩn dọc lại nằm bằng sau lưng. Chân váy này em may cho mình tới 3 tầng đó cả nhà. Và ngày hôm nay shop sẽ đặc biệt cho cả nhà mình. Chỉ có bao nhiêu ạ? 299.000 đồng. Mình đặt đơn cứ việc comment ngay trên phía dưới mã số của em nó 1731 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng chở sao cho mấy chế đẹp mình ha. Đây là giá sale online, lưu ý giùm em. Đây là giá sale online không áp dụng bên ngoài. Chị nào mà đặt đơn tranh thủ luôn 1731 và số điện thoại. Tại vì một cái em đặt maxi von hàng lên trên thị trường thì giá của nó bao nhiêu cả nhà ơi? Giá của em nó bao nhiêu ạ? 300, 400, 500, 700 hoặc là thậm chí trên dưới 1 triệu cũng được. Nhưng mà đây là dòng vải von hàng cao cấp cho mình luôn ha. Tại cửa hàng em đang bán là 399.000. Nhưng trong bài live ngày hôm nay em sale rất là rẻ cho cả nhà mình luôn. Chỉ có bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi. Chia sẻ like đặt liền cả nhà ơi. Đây, bữa giờ nhiều chị khách hỏi em nè, em có dơ sơ rồi đúng không? Rồi, chị lấy màu đen em. Rồi, ok chị Phụng Kim nha. Đây, mẫu em đang mặc trên người. À, quên nữa, đặt cái nào bình luận trên cái mã số. Đặt cái nào bình luận trên cái mã số em tư vấn nha. Rồi, chị Lan Anh có đơn hàng 1731 luôn. Sale rẻ hôm nay luôn, 299.000 đồng. Còn chị khách là mình đặt đơn nữa, tranh thủ giùm em nha. Lâu lâu mới có một chuyến sale rẻ như thế này. Tại vì phải tranh thủ cái vải này về nhà nha. Tuy rằng là vải von, nhưng không sợ nó bị quá mềm và quá yếu. Mình có thể giặt mặt tay, giặt máy thoải mái luôn. Mà không hề sợ bị tư vải hay là bị chạy chì vải gì hết. Nó rất là đẹp. Ủa cái đầm này nó đẹp lắm rồi trời ơi. Trời ơi cưng không? Thích quá trời. Mình có thể mặc đi chơi, đi tiệc được. Mặc đi làm, công sở, dọc văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1731. Mình đặt đơn nhớ mã dùm em ha. Tại vì đầm bên nhà em hiện tại đã gần 2.000 mã rồi. Mỗi một mã số nó sẽ tương ứng với một cái đầm khác nhau. Chị khách nào đặt đơn thiếu mã hay là sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt xe đâu. Rồi em lên thắt lưng cho cả nhà mình ha. Đây cả nhà thích thắt lưng nào cứ báo em. Đây em có cái thắt lưng này nè, có 55.000 đồng mà. Thắt lưng bên nhà em là đa số đồng giá 55.000 ha, nhìn giùm em. Thắt lưng này chiều cao 1m50-57kg vừa cho chị Phụng Kim. Thắt lưng này mã số của em nói là TL31, dây lưng chung co dạng có bao da ngay đầu khóa. Da mềm dẻo, đường may rất đẹp, khóa kim loại luôn. Và cái khóa này sẽ được đóng vào dây da kỹ lưỡng như vậy luôn. Đó, thì tại cửa hàng em đang bán là 70. Trên line thì em sẽ kèm máy. Xe là cái dùng dồn đơn ha. 55.000 phối dồn cái. Phối dồn cái nhìn cái em của mình nhỏ xíu liền luôn. Nhìn cái em mình nhỏ gọn hẳn luôn đúng không cả nhà ơi? Trời ơi, nó xuất sắc như thế này thì còn chần chừ suy nghĩ chi nữa ạ? À? Lên đơn liền cho em luôn.
lên đơn liền cho em cả nhà ơi, mã 1731 với số điện thoại. Và đầm thì sao cả nhà ơi, về được đúng một lần. Đầm này là bởi vì em tự may, tự thiết kế và tự sản xuất, về đúng một lần duy nhất, không có lần thứ hai luôn cả nhà ơi, xin ha. Màu này mà chị khách nào nói kén da thì chị em chịu thua luôn á. Đầm này mặc là cực kỳ tôn da người mặc luôn, da trắng da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người, thậm chí có bụng mình diện lên đều che khéo hết mọi khuyết điểm của mình luôn ha. Đang sale còn 299 ngày đồng, mình lên đơn chút liền dùng em. Mẫu em đang mặc trên người, mã của em là 1731 nha chị ha. Đặt đơn comment ngay cho em mã 1731 với số gọi. Thắt lưng này mã số của em đó là TL31. TL31 này đẹp không coi nhau, thích thì cứ chốt đơn cho em TL31 kèm số điện thoại cho em là được. Đang sale luôn, còn có 55.000 đồng, quá trời quá đất rẻ luôn ha. Rồi chị nào chưa có tranh thủ dùng em đi cả nhà ơi, em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha, chốt đơn liền cho em đi. Cái mẫu đầm này đợt này về cho cả nhà mình, cái số lượng của em nó rất ít cả nhà ơi. Tại vì sao ạ? Đó, nãy giờ em mặc cho mình coi nè, cái dáng nó rất là dài, dài lắm, em cao 1m65 mà đầm này em mặc dài tới cổ chân em như vậy luôn ha. Mà đầm này á, em may cho cả nhà mình á là hai lớp luôn nữa, và cái chất von rất đẹp luôn. Lai nón cho em, trời, có chị có lai nón rồi, có lai nón rồi, nhưng mà chị muốn lên em vẫn lên được chị nha. Rồi đây cả nhà ơi, chất von hàng nè, von này không bị yểu nha, von này chất rất xịn luôn, đảm bảo luôn, loại một cho cả nhà mình. Rồi đây nè, đó những cái mà họa tiết kim tuyến, giặt tay giặt máy thoải mái không bay không phai. Những cái chùm hoa nhí chảy đều trên này, vải cho mình màu rất là cưng luôn. Đẹp không cả nhà ơi? 299 ngàn đồng cái mã nằm này cho em. Mã 1731 lên đơn liền cho em cả nhà ơi. Mã của em nó 1731 chỉ có 299 ngàn đồng thôi. Cưng không cả nhà? Chân váy này em mang cho mình 3 tầng nha. Đó, hồi bữa em hứa với cả nhà mình sao? Về đầm hoa nhí đó, dáng dài luôn, 3 tầng luôn. Tại vì đợt trước em về cho mình maxi 3 tầng rồi ha, màu đen đúng không cả nhà ơi? Đó, thì cái đó em mang hết rồi. Nhiều chị khách thích đầm mà maxi 3 tầng rồi cứ hỏi em ơi chừng này em về lại. Đó, hứa hôm nay về là có liền đúng không cả nhà ơi? Rồi đặt đơn comment ngay cho em 1731 và số điện thoại. Cổ này cổ tim siêu dễ mặc luôn, không sợ bị hở. Cổ này vừa phải dễ mặc nha, không rộng nha. Có phối cho mình cúc ngọc trai phía trước. Thắt lưng này là phụ kiện mấy rồi á chị ơi. Thích mua rồi thì cứ đặt cho em ha. Thích mua chung cũng được, mua chung phối vô cũng đẹp. Tại vì cái thắt lưng này mình phối được với nhiều đầm, chứ không những riêng cái đầm em đang mặc ha. Chị ơi, chị thích lên đón nào chị nhắn tin cho em nha. Nhắn tin cho em nha chị ơi. Rồi, eo 73 men vừa chị. Đầm em đang có 4 size từ 40kg cho tới 70kg, eo dưới 90. 40kg tới 70kg, eo dưới 90. Mã của em là 1731 nha, chị đẹp ha. Đặt đơn comment cho em 1731 với số điện thoại. Và em chỉ có cho mình mấy màu, một màu duy nhất nha, một màu duy nhất, không có màu thứ hai nha cả nhà ơi. Chị Kim Nguyễn, rồi mẫu đằng sau ok chị, giờ em lên luôn cho mình ha, chờ em xíu nha. Đầm em đang mặc trên người, mã của em đó là 1731. Đầm hoa trắng đằng sau giá 99.000 đồng, mã của em đó là mũ 23. Mũ 23 lên đơn giùm em. Đây, tất cả các mũ này là mũ cói ha, giá của em rất là rẻ luôn. Em lên đây là sale hết cho mình, nón sale, thắt lưng sale, đầm sale, để chị cả nhà, để mình dồn đơn. Và mình dồn đơn hàng cho em 595 ngàn đồng trở lên thì mình sẽ được miễn phí nhờ hàng Trung Quốc ha. Rồi thắt lưng này nè, đẹp không? Đính đá đính ngọc tùm lum luôn. Mang siêu bền, phối vô cái, eo của mình là nhỏ nè. Đó, dáng dài, vành nhỏ hả chị? Rồi ok, em lên cho mình cái đó vành nhỏ nha. Rồi, đó có điểm nhấn ngay phần eo cho cả nhà mình luôn. Giá nhiêu cả nhà? 55.000 đồng. Mình đặt đồng bình luận ngay cho em mã 1731 và số điện thoại. Đặt thắt lưng comment ngay cho em mã số TL31 kèm số điện thoại. Thích nón này đúng không chị ơi? Trời ơi, cái nón này nó đẹp, len móc cho chị nè, nơ ha, nơ ren nha. Rồi cái vành này nè, có ren hoa cho chị luôn. Mũ này mã của em đó là mũ 39. Đội lên cho mấy chiếc đẹp mình xem đây, cưng dễ sợ luôn. Trời ơi, mũ len móc nha, chế đẹp nha. Bao nhiêu? Mũ 39 chỉ có 129 ngàn đồng thôi. Mũ này mã của em đó là mũ 39. Đặt đơn comment nghe cho em liền, mũ 39 kèm số điện thoại liền giùm em chị yêu ơi. Màu của nó là có màu kem nha, màu mỡ gà cả nha, màu của nó ngà ngà nha, chứ không phải là màu trắng tinh. Cho mình mặc, mình đổi lên á thì mình không có thể, mình không có sợ là nó bị dơ hay là bị gì đâu chị ơi. Nó rất là đẹp luôn. Rồi mũ này là mũ 39, đặt đơn comment ngay cho em mũ 39 kèm xuyên hội nha. Mũ 39 kèm xuyên hội, đơn giản hả chị ha. Cái bông trắng đơn giản mà vành nhỏ hả chị ơi. Cái này em có vành to à, cái này em có vành to à chị ạ. Rồi đầm 64kg mặc được không sóc? Dạ được chị. Đầm em đang mặc trên người mã 1731. Chế đẹp mình thích thì cứ việc comment ngay cho em 1731 và xuyên hội. Thắt lưng này là TL31 kèm xuyên hội ha. Giá của em ngày hôm nay chỉ có 55.000 đồng thôi. Thắt lưng siêu rẻ, đầm cũng rất là xinh cho mình luôn ạ.
Rồi, đơn giản đúng không chị? Đơn giản lấy cái này cho em đi. Mũ này mũ 23 nè. Mũ này mũ 23 nè chị ơi. Rồi, cuối kệ cái mũ bông màu trắng. Cuối kệ một a cái này hả chị? Cái này hả chị ơi? Phải cái này không? Phải cái vành nhỏ nhỏ đây không chị ơi? Đây nè chị. Cái cuối kệ vành nhỏ nhỏ này đúng không chị ơi? Rồi, mũ này mũ 23 nha. Thắt lưng này là TL31. Giá 55.000 đồng. Mũ kia là mũ 39. Rồi 129.000 đồng màu kem. Đó. Rồi mũ em đang đợi là mũ 23. Giá 99.000 đồng. Rồi ok đúng không chị? Phải cái này không? Ok đúng không? Rồi để em lên mũ này cho chị coi. Để em lên mũ này cho chị coi nha. Cả nhà tranh thủ giùm em nha. Chấm bài tương tác chia sẻ like hộ em nha cả nhà ơi. Rồi em sẽ có cho mình mũ này nè. Mũ màu đen là mũ 33. Mũ có nha cả nhà ơi. Vành nhỏ thích vành nhỏ, em để vành nhỏ cho mình nè. Ủa cái bông đâu? Ủa cái bông đâu rồi? Rồi mũ này là mũ 33 nè chị ơi. Vành nhỏ nè. Sang không? Cây cối đang có gì cước cho cả nhà mình mũ 33. Mũ 33 giá là 119.000 đồng. Vành nhỏ thích vành nhỏ thì lấy cái này giùm em. Mũ 33 với số điện thoại 119.000 đồng. 119.000 đồng cả nhà ơi. 119.000 đồng. Xin ông chị ơi. Rồi thích thì cứ chốt đơn cho em nha. Mũ 33 kèm số điện thoại, giá là 119.000. Rồi em có thêm cho mình mũ này. Mũ này nè chị. Mũ này là nền vải màu kem. Ủa nền mũ là màu kem. Có phối cho mình cái viền màu nâu. Rồi có phối cho mình cái hoa. Cái bông này là cườm nha chị ơi. Bông này là cườm. Dây cườm nha. Đó em sâu chuỗi cườm như thế này cho mình ha. Rồi mũ nè cả nhà ơi. Đó cái này là sâu chuỗi nha chứ không phải dán từng viên đâu chị ạ. Rất là cưng luôn. Mũ này là mũ 32. Mũ này mũ 32 màu kem. Mũ 32 119.000 là màu kem nhé. Mũ 32 là màu kem. Đó. Rồi và em có cho mình thêm cái mũ màu nâu. Mũ màu nâu là mũ 31 nha. Mũ màu nâu mũ 34. Mũ màu nâu là mũ 34. Rồi mũ màu nâu là mũ ui lộn. Mũ màu nâu là mũ 34 cả nhà, mũ 34. Giá bao nhiêu ạ? 119.000. Mũ 34 giá 119.000 đồng chị nha. Thích cái này thì chốt đơn liền giùm em cái đó nha. Mũ màu đen là mũ 33. Mũ màu đen là mũ 33 ha. Rồi mũ 32 là mũ màu kem. Và mũ em đang đổi đây màu nâu là mũ 34. Giá của em đây ngày hôm nay chị có bao nhiêu cả nhà ơi? Sale rẻ hôm nay cho chị đẹp mình luôn. 119.000 mũ cói ha, mũ cói đang với dây cước rất xịn luôn. Phong của nó nè, đẹp không? 119.000 đồng chị nha, 119.000 đồng. Rồi dây cái bông ra cho mình coi. Đó, xuất sắc. Mũ vành nhỏ thì cái kiểu đó thì em có 3 màu đó đó chị. Kiểu đó em có 3 màu ha. Còn thắt lưng này mã số em đó là TL31. Đầm em đang mặc là 1731. Đầm em đang mặc 1731. Chị nào mà đặt đơn cứ việc comment ngay cho em luôn mã hàng với số điện thoại cho em là được nha. Chốt ngay hôm nay dùng em tư vấn và chạy hàng cho cả nhà mình. Lên làm sale tiếp nha cả nhà ơi. Em lên làm sale tiếp nha. Chấm bài tương tác chia sẻ like hộ em nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm mã khác lên cổ sơ mi nhé. Cái đầm này em đang sale luôn còn 179.000. Đây 179.000 đồng, xuất sắc dữ trời. Xuất sắc quá đi. Rồi đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã của em đó là 1709. Đầm em đang mặc trên người, mã số em đó là 1709 cả nhà ơi. 1709 nha. Rồi sale luôn nhiều. 179, em còn chỉ còn cho mình size L, XL với hết. Nhưng mà size L còn một cái thôi. Size L em còn một cái thôi nha. Chị đẹp mà mình thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền giùm em luôn. Ui da. Mã số điện thoại cho em là được. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1709 nha. 1709 nha cả nhà ơi. Chất von nha cả nhà ơi. Von nha cả nhà mình. Ha. Von. Hai lớp hai túi. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã của em nó là 1709. Chị nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã số 1709 và số điện thoại nha. Rồi giá ngày hôm nay chỉ có là 179.000 đồng. 1709. 179.000. 179.000 đồng cả nhà. Chất von. Von này là dòng bảy von gân nha cả nhà ha.
đẹp không? Tay này em sẽ may cho cả nhà một lớp ha, thân váy may kỹ cho cả nhà luôn hai lớp, hai túi hai bên đầy đủ. Chân váy thì em sẽ có phối cho cả nhà thêm một cái tầm đuôi cá nữa nè. Vải của em mấy là tông màu xanh navy và có phối cho cả nhà hoa nhí trải đều trên này vải như vậy luôn. Trời ơi xuất sắc dữ trời. Mã của em là 1709 nha, 179.000 nha, 1709 giá 179. Chị nào mà đặt đơn comment ngay cho em mã số 1709 và số điện thoại cho em là được luôn ha. Giá sale hôm nay nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha. Rồi nhanh tay lên đơn chốt liền giúp em nha cả nhà, mã hàng với số điện thoại cho em mà được, em tư vấn và chị hàng chờ sai cả nhà mà luôn ha. Rồi nhanh tay giùm em luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1709 50kg cho tới 68kg và em dưới 88 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn chị ha. Rồi chị đẹp mình muốn em lên đón nào nữa bình luận cho em nha. Chị đẹp mình muốn em lên đón nào nữa bình luận cho em phía dưới nha, em lên đón nha cả nhà luôn. Quá trời xuất sắc luôn. Mẫu kiểu nào cũng có cho mình hết. Cưng chưa cưng chưa. Kiểu nào cũng có, mũ nào cũng xinh luôn. Đó, còn đầm em đang mặc ở đây. Đầm em đang mặc ở đây, mã số của em đó là 1709 nha cả nhà, 179.000 đồng. Đầm em sẽ có size cho cả nhà từ 50kg cho tới là 68kg, có phối cho mình cúc ngọc trai phía trước như thế này. Và cúc đầu tiên trên cùng thì mình có thể tháo ra được cho em luôn nha. Xinh ha. Hai lớp kèm hai túi luôn, chân váy có phối cho mình thêm tầng đuôi cá. Mã của em đó là 1709 nha mấy chị đẹp ha. Để lại comment nghe cho em nha cả nhà ơi. Mã 1709 và số điện thoại là được. 179.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng thôi. Cái mẫu váy này là rất là nhiều chị mê luôn. Đó cả nhà thấy đó, tuy nó rẻ, nó chỉ có 179.000 thôi. Đó, nhưng mà khi các chị mình diện lên á, nó tôn da và nó gọn dáng. Nó tôn da và rất là gọn dáng của cả nhà mình luôn ha. Rồi xem hôm nay luôn, 179.000. 179, mã của em đó là 1709 giá 179. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác ạ. Ưng đầm nào cứ tranh thủ dùng em. Ưng đầm nào cứ tranh thủ chốt đơn dùng em tư vấn cho mình luôn. Rồi đây. Lên luôn cho mình cái mẫu váy này. Trời ơi, quá xinh đẹp rồi. 1730. Đây cả nhà ơi. Kiểu này là siêu đẹp luôn á. Kiểu này là phải xuất sắc luôn. Và váy von đó chị Tiết nha ơi. Chị Tuyết nha ơi, cái 1709 là vải von đó chị ơi. Vải von nha chị ha, mềm chất mát lắm chị. Mềm chất mát lắm chị ơi. Tranh thủ giùm em nha, em tư vấn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. Rồi tranh thủ cả nhà ơi. Đó, 1709 E80 mặc được nha chị Nguyễn Thị Nghĩa, E80 mặc được nha. 1709 E80 mặc được dùm em nha chị ơi. Chị thích thì chị cứ chốt đơn dùm em nha. Mã số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha chị ha. Tranh thủ dùm em đi cả nhà ơi. Tranh thủ thì có đơn nha, chậm tay mới hết hàng đó chị ơi. Tại vì 1709 em chỉ còn cho mình có 3 size thôi. Em chỉ còn cho cả nhà mình size L một chiếc, còn lại là size XL với XL thôi, là 50kg cho tới 68kg. Và em của em đó eo dưới 88 thì chị sẽ mang vừa. Em dưới 88 dùm em nha. Rồi, mã của em là 1709 chị nha. Mã là 1709 lên đơn chút này dùm em nha chị ha. Rồi tranh thủ dùm em nha cả nhà, thích cái nào thì cứ chốt đơn cho em cái đó. Cái đó vải von đó chị mặc mát lắm, nhiều chị khách khen rồi. Cái đầm đó là mặc rất mát luôn, rất là nhiều chị khách khen luôn, cho mình cứ yên tâm đặt đơn thoải mái. Cứ là yên tâm mặc đơn thoải mái cho em chị nha. Quá xuất sắc luôn á chị ơi. Rồi bây giờ nè. Đẹp không? Cả nhà thấy em mặc cái đầm này có đẹp không? Em lên thêm cho cả nhà một cái mẫu đầm. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1730. 1730 cả nhà. Thì hiện tại 1730 em đang có cho cả nhà mình là tới 4 size đầy đủ luôn. Em có cho cả nhà mình size M, là XL và lại cả XL. Và riêng cái mẫu váy này là big size luôn nha.
40kg tới 80kg. Và eo dưới 100 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái nè. Trời, cái màu của em nó xinh luôn rồi nha ơi. Màu này thì nó sẽ tan màu ra giữa màu nâu và màu da nha, có phối hoa cho mình nè. Rồi phía trước thì em sẽ may cho cả nhà là khoét chữ V nha. Cổ áo này thì hoàn toàn không hở. Rồi phối cho mình thêm nè. Đó, cả nhà nhìn giùm em đi. Đẹp không? Nguyên một cái hở viên đá cho cả nhà mình hình cái hoa và full đá hết cho mình luôn. Cưng không? Rồi, 1730, cả nhà nghĩ là giá đắt đúng không? Hoàn toàn không có. Rất rẻ luôn, 259.000 thôi. Ha, trước của em đó là dòng vải Yitian hàng cao cấp. Váy này thì đẹp lắm luôn rồi nha ơi. Mềm mát và co giãn nhiều. Váy này nó dày á cả nhà, nhưng mà mình mặc lên hoàn toàn không nặng người, không sợ thấy và không sợ lộ gì hết luôn nha. Mẫu em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1730. Chỉ khách là mình đặt đơn cứu việc ở bên ngay trang phía dưới. Mã số 1730 và số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Và ngay bây giờ shop chốt luôn cho mình. Thay vì mình mua cái mẫu đầm này á, tại cửa hàng nhà em thì em đang bán luôn á là 380 đó chị ạ. Đó, thì nhưng cả nhà thấy đi, 380 mà tại cửa hàng thì giá của em nó vẫn rất là rẻ luôn. Nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn nè và có chia sẻ live stream. Không cần chơi mini game, cũng không có cần làm gì quá phức tạp. Mình chỉ cần có lượt chia sẻ live stream thôi là được rồi ha. Thì em sẽ sale rẻ cho cả nhà mình, 1730 chỉ còn có giá tiền là 259.000 thôi ha. Vải dày dặn cho cả nhà mình, mặc lên thì không có sợ bị nặng người luôn. Chất mềm, rất mát, đây là dòng vải Yitian hàng luôn. Thì ở đây là em đang may là dán dài. Nhưng mà chị khách nào mà mình thích mặc dán ngắn thì cũng dễ cả nhà, lên lai cắt ngắn được ha. Mình có thể lên lai cắt ngắn được tùy cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn. Thì ngoại trừ xe váy á, em sẽ luôn cái thắt lưng em đang mang ở đây. Thắt lưng này mã số em đó là TL31. TL31 nha chị ơi. Dây lưng chung nè, chung này thì dày dặn nè. Bao da ngay đầu khóa, da mềm dẻo, đường may rất đẹp luôn. Khóa kim loại đính ngọc đính đá cho chị luôn. Ha, đẹp không? Và cái khóa này em sẽ đóng vào hẳn vào dây da như vậy luôn. Bền không? 55.000 đồng. Có 55.000 đồng mà. Mà cái thắt lưng này đâu phải là phối với cái đầm em mặc đâu không? Mình có thể phối được với nhiều đầm khác, đầm trơn, đầm xòe, đầm họa tiết, đầm bi, đầm body đều được đó chị. Đó, mình thích cái đầm em đang mặc thì mình cứ việc comment ngay cho em mã số của em đó 1730 và số điện thoại. Mình đặt thắt lưng thì mình cứ việc comment ngay cho em mã số của em nó TL31 kèm số điện thoại là được ha. Hôm nay cái gì em cũng sale hết đó cả nhà ơi. Tranh thủ giùm em nè, mấy màu vậy shop ơi, dạ một màu nha chị ha. Chị Thu Hà có đơn, chị Nguyễn Hằng một chiếc 1730 luôn, 1730 tranh thủ giùm em nha. Đầm đang mặc trên người 1730, thắt lưng là TL31 nha cả nhà ơi. Đồng giá luôn, giá nhiêu? Ủa quên, đầm đang mặc là 259.000 đồng. Ôi em bị liều cả nhà ơi. Đầm đang mặc trên người 1730 giá là 259.000 đồng. Thắt lưng ở đây mã số của em đó là TL31, TL31 ngày hôm nay sale luôn, giá của em nó chỉ có là 55.000 đồng thôi. Đó, thì ngoại trừ xe váy, xe thắt lưng, em có xe nón cói luôn. Đây là các mẫu nón bên nhà em ha. Chị khách nào thích thì mình cứ nhắn tin, em sẽ gửi các mẫu qua cho mình luôn ha, kèm thông tin và kèm giá. Đó, thì ngày hôm nay mình không có cần phải chơi mini game, không có cần làm gì quá phức tạp. Mình chỉ cần có lượt chia sẻ live stream cho shop là được. Mình chia sẻ lên tường, vào nhóm và để với chế độ công khai thì được áp dụng hết giá sale luôn ạ. Rồi đặt đơn nhớ kỹ mã nha. Tại vì bên nhà em hiện tại đã có hơn 2.000 mã rồi. Đó, trên dưới 2.000 mã rồi. Thì mỗi một mã số nó sẽ tương ứng với là một cái đầm khác nhau. Đó, nếu như mà mình đặt đơn thiếu mã sẽ bị bỏ qua đơn. Còn sai mã số thì nó sẽ bay qua cái đầm khác liền. Cho mình chú ý thiệt là kỹ giúp em về phần mã số. Đây cái đầm này mã của em đó là 1730 nha chứ ha. 1730 nè, cưng chưa? 259.000 đồng. Thắt lưng này mã số của em đó là TL31, giá bao nhiêu cả nhà? 55.000 đồng thôi ạ. À, rồi thích cái nào thì mình tranh thủ lên đơn cái đó cho em nha. Mã số xin thoại cho mà được cả nhà ơi. Chấm bài tương tác chia sẻ like hộ em đây cả nhà ơi. Rồi nhanh tay dùm em nha. Rồi ngoại trừ có cái thắt lưng này em còn thắt lưng khác nữa. Em còn thắt lưng khác nữa cho mình ha. TL32. Trời ơi, cái TL36 em hết rồi cả nhà ơi. Ủa quá à. TL36 em mới vừa hết rồi. Quá uổng luôn chị ơi. Đây TL32 nè, phối giờ cũng sang luôn nè. Thôi giờ còn gì bán đó nha cả nhà ơi. Giờ còn gì xe đó nha. 1730 cặp bến nè cả nhà ơi. Quá trời quá đất đẹp rồi. Cái đầm này phải nói là siêu phẩm luôn, best seller của mùa này. Đây mình nhìn giùm em, đầm này thiết kế của em đó là cổ khoét chữ V như thế này ha. Có phối cho mình, đây cái bông hoa full đá luôn. Cái bông hoa full đá cho mình luôn, lấp lánh nè. Tay lỡ vai bồng đó. Và ví dụ như chị khách nào mà mình có phần vai ngang bắp tay lao như em thì mặc lên hoàn toàn là không hề sợ bị chặt bắp tay. Có nhánh eo luôn, dáng đầm phơm phè rất là dài. Ở đây thì em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân của em luôn. Và đây là dòng vải Yitian hàng cao cấp nha cả nhà ơi, co giãn nhiều.
hai túi hai bên, váy đẹp, mềm nhẹ, rất mát luôn. Mã của em đó là 1730 đó. Cả nhà đặt đơn cứ việc thì mình nghe cho em mã số 1730 và số điện thoại cho em là được nha. Em đứng gần cho mình nhìn cái màu nè, nhìn cái màu cho em đi. Đó, màu da nè, có phối cho mình màu nâu, tan màu ra, phối cho mình họa tiết hoa lá như vậy. Đường mang của chị rất đẹp. Vải này co giãn nhiều nha, không nhăn nha cả nhà ơi. Cái đầm này thậm chí á, khi mà mình về nhà dỡ ra cái mặt lên người được liền luôn, không cần phải ủi qua luôn. Và form này như cả nhà thấy á, là cái form này rất là sang. Với một cái form đầm sang như vậy thì mình có thể mặc đi đâu? Mình có thể mặc đi chơi đi thiệt được. Mình có thể mặc đi làm công sở dòng văn phòng thoải mái thả ga cho em. Mà chỉ có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 259.000 đồng ha. Mẫu 1730 40kg cho tới 80kg yêu với 100. Đó. Thì cái đầm này thay vì mà cái giá bình thường mình mua đây cả nhà là bao nhiêu ạ? À? Bình thường mình mua là 380. Thì ngày hôm nay em sale luôn cho mình chỉ còn có giá tiền là 259.000 đồng dán siêu dài. Ở đây em 54kg nha. Em đang mặc trên người cái size M và em cao 1m65. Đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân như vậy. Đó, cả nhà thích mặc cái dài ngắn, thích mặc dài để như vậy. Thích mặc ngắn hơn thì mình lên like như vậy cho em ha. Không ảnh hưởng gì tới phong đầm. Còn cái thắt lưng này là TL32 nha. Trời, cái thắt lưng này thắt lưng quốc dân coi nhớ ơi. Phối với đầm nào cũng đẹp. Dây lưng chung có giãn nè, chung này dày dặn ha. Bao da ngay đầu khá, da mềm dẻo, đường may rất đẹp và có khóa kim loại luôn. Thắt lưng này mã số các em nói là TL32. Giá bao nhiêu cả nhơi? 55.000. Thay vì mình mua tại cửa hàng nhà em ha, cái thắt lưng TL32 giá 70. Thì trong bài live stream ngày hôm nay TL32 em sale luôn 55.000 đồng cho cả nhà mình thôi. Có 55.000 đồng mà cả nhà ơi, đẹp ha. Mà mình có thể phối được với rất là nhiều đồng. Đồng trơn, đồng xòe, đồng họa tiết, đồng hoa, đồng bi, đồng body đều được luôn á cả nhà ơi. Mà màu của cái đồng này mặc lên rất trắng ha. Da trắng thì mình mặc lên màu nào cũng đẹp hết. Nhưng mà chỉ khác nào da ngâm ngâm á, chút cái màu này mặc lên thì mình trắng ra vài tông da luôn á cả nhà. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1730 nha. Đầm đang mặc mã 1730. Thắt lưng này mã số của em đó là TL32. Kèm luôn cho em cái số điện thoại là được em tư vấn và chờ hàng nha. Phối cho những cái em của mình nhỏ gọn hơn. Có điểm nhấn ngay phần em nữa ha. Rồi ngoại trừ sale váy, sale thắt lưng, em còn sale nón. Rồi cả nhà thích thì cứ nhắn tin em gửi các mẫu nón qua cho mình ha. Kèm thông tin và kèm giá luôn. Rồi tranh thủ nha. Dạ chị Nguyễn yêu một chiếc ạ. Nhận váy bên nhà em rồi nha. Đẹp rẻ quá trời. Em cảm ơn chị yêu mình nhiều ạ. Đầm xinh lắm cả nhà ơi, siêu sale ngày hôm nay luôn mà. Ngày hôm nay cái nào cũng sale, cái nào cũng rẻ hết. Cứ việc chốt đơn liền giùm em. Đầm em đang mặc mã số của em đó là 1730. Thắt lưng này mã số của em đó là TL32, kèm số điện thoại cho em là được ha. Đó, thì ngày hôm nay mình dồn đơn hàng cho em 595.000 đồng trở lên thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn chị ạ. À, cái đầm này sang quá. Có túi không em ơi? Dạ có. Có chị ơi, hai túi hai bên đầy đủ luôn. Dáng dài cho chị luôn ha. Em cao 1m65 nha. Đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân của em như vậy. Chứ em mình thích mặc dáng dài ngay, dáng ngắn. Thích mặc dài dài cứ để tầm này cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn một tí thì rất là đơn giản luôn. Mình có thể lên like cắt ngắn được cho em nha. Đồng xinh lắm nha chị ơi. Nhớ mã giùm em nha. Đầm này mã của em đó là 1730, chút đơn liền. Tại vì sao có giờ đầm ở nhà em chỉ về được có đúng một lần thôi à. Kiểu này em về số lượng ít nha. Về được một lần duy nhất bán hết là hết luôn và không có về đi về lại mẫu đâu. Rồi mình tranh thủ nha cả nhà. Thắt lưng này là TL32 nha, giá 55. TL32 giá 55. Em lên tiếp cho mình cái thắt lưng khác nè. Em có nhiều mẫu thắt lưng lắm. Đó. Đây, cái thắt lưng này hình cái nơ. Thắt lưng hình cái nơ này mã số của em đó là TL78 nha chị ha. TL78 giá bao nhiêu cả nhà ơi? TL78 ngày hôm nay sale luôn giá 55. Đó, cái hồi nãy là TL32 nha, giá 55. Còn thắt lưng này là TL78. TL78 nha chị ơi, giá 55.000 đồng luôn. Cái đó cũng để hết chị ơi. Cái này là TL78 giá 55.000 đồng luôn cho em nha. Rồi tranh thủ giùm em tư vấn hay là mình thích cái thắt lưng màu nâu không? Hồi nãy em lên cho mình cái thắt lưng 31 đúng không? Đến ngọc đến đá. Thì đây em có cho cái thắt lưng này. Thắt lưng này là TL30. TL30 nha chị ơi. Cũng đính ngọc đính đá y chang cái kia luôn nhưng mà màu nâu. Giá của em sẽ là 55.000 đồng. Rồi 55.000 đồng lên đơn giùm em. Đây cái này là TL30 giá 55. Rồi có nón luôn. Có nón cho mình luôn nha cả nhà ơi. Em lên cho mình kép mẫu nón. Thôi lên cho mình hai cái mẫu nón này hơi bị xịn sò luôn nha. Đây. Cả nhà thích mẫu nào báo em nha. Đó, mẫu 30 là màu nâu. Mẫu 30 là màu nâu cho em chị ơi. Có cái vành nè. Đó, nơ nha. Rồi nơ này nơ vải đan nha chị ơi. Rồi vành màu nâu nè. Mũ này là mũ 30. Mũ 30 là màu nâu giùm em. Đặt đơn comment ngay cho em mũ 30 kèm số điện thoại mũ 30.
Rồi 119 thôi cả nhau, rất là rẻ luôn. Là màu nâu ha. Mũ 30 là màu nâu đó. Và em có cho cả nhà mình mũ 31 là màu kem. Mũ 31 là màu kem cho em cả nhà ơi. Mũ 30 là màu nâu và mũ 31 là màu kem nha, mũ 31. Rồi, 119.000 đồng giá. Nhớ màu nha, hai màu là hai mã số khác nhau nha cả nhà ơi. Màu kem cho mình đồng giá luôn, bao nhiêu ạ? 119.000 đồng, chỉ còn có giá 119.000 đồng. Em thay đầm nha. Rồi cả nhà cứ có thắc mắc gì cứ comment trên livestream giùm em. Có thắc mắc gì cứ comment trên livestream giùm em nha cả nhà, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Rồi đầm em đang mặc trên người mã 1730 nha cả nhà, 1730 giá 259. 1730 giá 259.000 đồng ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm mã váy khác. Ưng mấy nào tranh thủ giùm em nha, em tư vấn luôn. Rồi đây. Lên cho cả nhà các em đầm sơ mi ha. Cả nhà có thích đầm sơ mi không? Sơ mi em đang sale còn 179 nè. Sơ mi em đang sale còn 179 nè cả nhà ơi. Đây. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1648. Đây cả nhà ơi, đầm em đang mặc trên người mã của em nó là 1648 cả nhà ơi. Cân nha. Đầm này hai màu. Hai màu cả nhà, 179.000. Chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng thôi. Đó, rất là xuất sắc luôn. 1648 với số điện thoại cho em là được luôn. Xe rẻ hôm nay nha cả nhà ơi, không áp dụng bên ngoài nha. 1648 đủ size. Em đang mặc mã của em là 1648. 179.000 đồng. Màu này màu tím xanh nha, tím xanh. Và em có một màu nữa. Màu nữa màu nâu. Màu nâu là 1645. Màu nâu là 1645 nha cả nhà ơi. Giá bao nhiêu ạ? 179.000 đồng. Ố màu này màu xám ghê, trời ơi bị liệu. Màu xám ghê nha cả nhà, màu xám. Rồi 179.000 đồng đồng giá. 1645 là màu xám ghê. 1648 là màu tím xanh. Đồng giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn 179.000 đồng. Chốt online nha cả nhà ơi. Chốt online không áp dụng bên ngoài, nhanh tay lên đơn chốt liền giùm em. Mã hàng và số điện thoại cho em là được luôn. Đó, chất của em là chất gì? Lụa mango. Chất của em là chất lụa mango nha cả nhà ơi. Có độ co giãn nhẹ nhàng cho cả nhà mình hai chiều. Thật ra cái dòng vải lụa mango chỉ còn may một lớp là vừa mặt rồi cả nhà. Nhưng cái phần chân váy thì em sẽ có lót thêm cho cả nhà mình thun cô tông. Ha, à, chân váy lót thêm thun cô tông cho mình luôn. Rồi 179.000 đồng lên đơn giùm em. 1648 là các em mặc, 1645 là các em cầm. Đồng giá luôn có 179.000 đồng thôi. Chốt online nha cả nhà ơi. Giá chốt online nha, không có áp dụng bên ngoài nha. Lên đơn liền. Lên đơn liền cả nhà ơi. Quá trời là xinh. Quá trời là xinh luôn cả nhà ơi. Rồi xem nhiêu? 179.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng thôi. Lên đơn ngay bây giờ giùm em. Mã số số điện thoại cho em là được ha. 179.000 đồng. Chốt đơn liền cả nhà, xuất sắc luôn. Rồi hai mẫu khác luôn. Hai mẫu khác luôn cả nhà ơi. Tranh thủ giùm em tư vấn luôn. 1645 là màu xám ghi, 1648 là màu tím xanh đây cả nhà mình. Đồng giá luôn chỉ có bao nhiêu ạ? 179.000 đồng, chỉ còn có giá 179.000. Rồi đây, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm một cái mã váy khác. Em lên cho mình chấm bi tầng sale rẻ 159 nha. Chấm bài tương tác chia sẻ like hộ em nha cả nhà ơi. Rồi đây. Em lên cho cả nhà cái em đầm chấm bi. Ủa đâu rồi? À đây nè. Xinh xỉu luôn cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1578. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1578. Chị nào mình đặt đơn comment ngay cho em 1578 và số điện thoại. 1578. 1578 ha. Đầm này chất vo nó cả nhà, vân gân hai lớp, khóa kéo là mình sau lưng. Mã của em là 1578. Giá bao nhiêu ạ? 159.000. 1578 giá 159 cả nhà ơi. Rồi. Đầm này đầm von. Đầm này đầm von ha. Xè 3 tầng, hồi nãy em lên cho mình hoa nhí 3 tầng đúng không? Còn cái đầm này đầm von ha. Von cho cả nhà mình 3 tầng von chấm bi. Xe lòn hồi nãy là hoa nhí, cái này là chấm bi. Dán dài, nhưng mà cái đầm này em chỉ còn cho mình size nhỏ thôi. Em chỉ còn cho cả nhà là size
M thôi ha, chị còn xem M, mã của em nó 1578. Rồi 159, 1578 giá 159.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã số 1578 và số điện thoại ha, 159.000 đồng. Đó, von gân nền đen chấm bi ha, dán dài cho cả nhà mình, mã của em đó là 1578. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã số 1578 và số điện thoại cho em mà được em tư vấn cho cả nhà luôn. Giá bao nhiêu cả nhà ơi? 159.000 đồng thôi, siêu xinh luôn, dài dài cho mình luôn nè. Rồi cưng chưa, thích thì chốt đơn liền giúp em nha, 1578 và số điện thoại đó. Rồi em lên nấu với cả nhà ha. Ở đây em có nấu với cả nhà viền vải, với lại có phối cho cả nhà mình cái ngọc trai luôn, viền vải với phối chuyện ngọc trai cho cả nhà luôn ha. Rồi mẫu 15 là màu nâu, mẫu 15 là màu nâu cho em đó. Đặt đơn comment ngay cho em mẫu 15 kèm số điện thoại màu nâu. Mẫu 15 là màu nâu, mẫu 15 là màu nâu ha, 129.000 nâu. Còn mẫu 17 cũng 129.000 là màu đen nhé. Rồi chốt luôn cả nhà, đồng giá luôn 129.000, đồng giá cho cả nhà luôn 129.000 đồng một mũ thôi nha. Mũ này là mũ cói đen với dây cước nha, viền vải canvas cho cả nhà mình, viền này thì nó sẽ dày dặn nha. Rồi có phối cho cả nhà chuẩn ngọc trai đẹp không đó, thích cái này chốt đơn liền cho cái đó. Mũ 15 là màu nâu và mũ 17 sẽ là màu đen cho mình, đồng giá luôn chỉ có 129.000 thôi, 129.000 đồng cả nhà, rất là rẻ luôn. Rồi tranh thủ, ủa em quên đổi cái màu đen nữa chứ. Rồi cái mũ màu đen là mũ 17 nè, mẫu màu đen là mẫu 17 này chị, mẫu 15 là màu nâu, mẫu 17 là màu đen, đồng giá cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá thì bao nhiêu ạ? Rồi 129.000, 129.000 đồng nha, chốt đơn liền ngay bây giờ cho em, 129.000 đồng. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm cái mã đồng khác. Đồng em đang mặc mã 1578 nha mấy chị đẹp ơi, 1578 đang xem nhiều 159.000 đồng, 1578 đang xem chị còn có giá tiền là 159.000 đồng đó. Chị thấy là mình đặt đơn cái dòng này bình luận ngay trên mã 1578 và số điện thoại cho bà được ha, siêu sale ngay bây giờ luôn. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mảng váy khác. Cả nhà chấm bài tương tác trong em nha, đừng quên chia sẻ like hộ em nha cả nhà ơi, chia sẻ từ nhà vào nhóm và để với chế độ công khai nhé. Rồi bây giờ em lên thêm cho mình cái đầm này, đầm này đẹp này cả nhà, đầm này màu rất xinh luôn, cưng quá trời cưng. Đây đầm này mã số của em nó là 1726. Mà cái đầm này lên trắng tươi luôn, cái da rất trắng luôn á. Rồi tranh thủ lên đơn này dùng em nha, mã số xí hỏi cho bà được luôn ha. Trời ơi xinh lắm cả nhà ơi, chốt đơn liền dùng em nha. Rồi 1726 đầm này có biết sai cả nhà, 1726 đầm này có biết sai cả nhà ơi, thích thì cứ chốt đơn cho em nha, mã số xí hỏi cho bà được nha. Tranh thủ dùm em chậm xíu nha, chấm bài tương tác dùng em đây cả nhà ơi. Rồi tranh thủ lên đơn ngay bây giờ cả nhà nha, đẹp quá trời này. Ui da, đẹp không có dây, thấy thôi đã thấy rất là xinh rồi đúng không. Cái màu này mặc lên trắng lắm luôn, cái màu này mặc lên là siêu trắng luôn cả nhà ơi. Chị nào chưa có thì mình cứ chốt cho em nha. Đó, cái mẫu đầm màu này mặc lên không trắng, không lấy tiền cả nhà mình luôn ạ. Đầm này cái sẽ là cổ chéo nha, cổ này cổ tùy chỉnh luôn, tay lỡ nè, vai bồng nè, nhánh eo dáng đầm phong xòe dài, trời cưng luôn cả nhà ơi. Cái màu xinh quá, đầu năm cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên em về cho cả nhà màu xanh rêu luôn đúng không ạ. Mã của em nó là 1726, thì hiện tại em đang có cho cả nhà mấy size ạ? 4 size. Thì như hồi nãy em thông báo là đầm này có big size cho mình 40kg cho tới 80kg, to giãn nhiều lắm luôn. Đây là dòng váy ET hàng ha, và eo của em nói là eo dưới 100 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Vải này nó sẽ có cái độ dày dặn vừa phải cả nhà đó, khi mà mình mặc lên thì hoàn toàn không nóng và không sợ bị nặng người, rất là mềm nhẹ chất mát và có độ co giãn siêu nhiều cho mình luôn. Rồi mẫu của em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1726. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã số 1726 và số điện thoại cho em là được ha. Đang xem rất rẻ cả nhà, chỉ có nhiêu 259.000 thôi à. Đó, tại cửa hàng nhà em đang bán là 349.000 đồng, nhưng trong bài lễ trim ngày em sale luôn
259.000 đồng một váy, đường may màu chị rất đẹp luôn. Cả nhà mặc lên form lên dáng nè, đó siêu nịnh dáng luôn cả nhà, mặc lên nè che khéo được cái phần bụng rất là tốt nha. Mấy màu mà em dạ, một màu chị, màu màu duy nhất không có màu thứ hai, đồng là hai màu em sẽ báo luôn trên livestream cho mình. Nhưng mà riêng cái màu váy này hiện tại thì em chỉ có được đúng một màu duy nhất, không có màu thứ hai nha chị. Chị mình thích cái mã váy này của em thì chị bình luận liền giùm em mã 1726 và số điện thoại cho em mà được ha. Đó, chất của em đang dòng với tiên hàng cao cấp, có độ co giãn nhiều ha, một lớp hai túi, khóa cái ẩn gặp lại này mình sâu cho mình luôn, chốt ngay hôm nay luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, 259.000 đồng thôi, em có giao hàng về tới tận nhà đó. Và đồng bên nhà em thì rất là dễ, cả nhà mình về nhà nhận đồ váy mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Chị Vân Nguyễn 1726CL có đơn chị nha, xin lắm chị ơi. Rồi 259.000 đồng, 259.000 thôi cả nhà, xin lắm luôn á. Chất rất mát mà còn dáng dài nữa thì bình thường cả nhà thấy đó, đầm maxi trên thị trường dáng dài luôn đúng không, big size đó, thì trên thị trường tầm khoảng bao nhiêu, 400-500, 700 đúng không ạ. Cái mẫu váy này tại cửa hàng nhà em chỉ có 349.000 và trên livestream cả nhà săn sale 259.000 đồng thôi đúng không ạ. Thích bằng dài để dài, không thích bằng dáng dài lên like được đúng một màu luôn. Và chị yên tâm là không đụng hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường, tại vì đầm bên nhà em là tự may, tự thiết kế và tự sản xuất nha, hoàn toàn không đụng hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường luôn, cứ yên tâm dùng em. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mã thắt lưng ha. Size M em có đó chị, đầm đến big size nhưng mà vẫn có size mà. Đầm đến big size nhưng mà vẫn có size mà chị, M là XL với lại 2XL là có đầy đủ. Trời ơi, khối cái thắt lưng vô này chị ơi, những cái em của mình nhỏ nhỏ gọn hẳn luôn. Những cái em của mình nhỏ xíu nè, có điểm nhấn ngay phần em cho mình luôn ha. Đó, dáng dài nè, dáng nhà maxi nè chị, cưng không? Đẹp không chị ơi, cái thắt lưng này có 55.000 à. Em mới cần cho mình coi cái thắt lưng. Thắt lưng này mẹ của em đó là TL32, khóa đẹp không? Đó, da mềm dẻo nè, đường may rất đẹp luôn ha, dây lưng chung dày dặn, mang rất là bền cho mình luôn. Và cái khóa này em sẽ đóng hẳn vào dây da cho mình như vậy luôn ha. Rồi, khóa này mã của em đó là TL32. TL là viết tắt của chị thắt lưng nha mấy chị ha. Rồi, đặt đơn comment ngay cho em TL32 kèm số điện thoại giá 55. 55.000 tại cửa hàng là 70, trong livestream là 55 ha, rất là rẻ. Rồi bây giờ kiểm tra giùm em nha. Đặt đầm thì bình luận cho em mã là 1726 và số điện thoại. Đặt thắt lưng thì mình bình luận cho em TL32 kèm số điện thoại. Và đặt cái nào cũng vậy, mình nhớ có chia sẻ livestream và mình được áp dụng giá sale. Đó, thì trong cái bài live của em thì không có cần là yêu cầu mình phải chummy game, cũng không có cần yêu cầu mình là phải làm cái gì quá phức tạp hết. Mình chỉ còn có lượt chia sẻ livestream thì chắc chắn là mình sẽ được giảm giá đúng không ạ? Rồi nón có em cũng có sale luôn nha. Nón sale, đầm sale, thắt lưng sale, dồn đơn cho em 595.000 đồng trở lên thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc cả nhà nha. Rồi tranh thủ dòng em, em đổi cho mình cái thắt lưng khác nha. Trời, hôm nay là thắt lưng bên nhà em là đang nghèo nàn thắt lưng cả nhà ơi. Nó hết cũng một mớ rồi. Thắt lưng bên nhà em hiện tại cũng đã hết một mớ rồi cả nhà. Trời ơi, bây giờ biết lên thắt lưng nào cho cả nhà đây. Có mấy cái này qua lại thôi à. Cái này là TL31 nè. Có mấy cái thắt lưng này qua lại cho cả nhà thôi. Rồi cố gắng tranh thủ giùm em nha. Rồi em lên cái đầm này sale cho chị 99.000 nè. Em lên cho mình cái đầm này sale luôn 99.000 cho mình luôn, chờ em xíu nha. Ủa em để nó đâu rồi ta? Đây nè, đầm này mã của em đó là 1613. Đầm này mã của em có 1613 nha, chất von. Von này von kim tuyến dán xòe cho mình luôn, siêu xịn. Và cái kim tuyến này giặt ra giặt mới thoải mái, không bay không phai. Rồi, đầm này mã của em nó 1613. Giá bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000 đồng. 1613 giá 99 giùm em, 1613. Đặt đơn comment ngay cho em 1613 với số điện thoại giá 99 nha. Em còn sẽ M thôi. 54 kg, 54-55 kg em 73 đổi về giùm em. Cưng không? Nè, von kim tuyến nha, hai lớp hai túi, giá 99, chỉ còn size M. Mã của em đó là 1613 dùm em, 1613 dùm em ha. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng cả nhà, 99.000. Nó rất là đẹp luôn, tranh thủ dùm em ha. Rồi còn đầm em đang mặc ở đây cả nhà, đầm em đang mặc ở đây, mã số của em đó là 1726. Đó, chị nào chưa có thì ngay bây giờ cứ chốt đơn cho em, cái đầm này xinh lắm. Được, cái đầm này màu rất xinh luôn cả nhà ơi, tranh thủ giùm em nhé. Ủa sao tóc em nó lại bị xẹp rồi nhỉ? Đó. Rồi tranh thủ lên đơn giùm em đi cả nhà, mã hàng với số điện thoại cho em là được ha.
Mẫu em đang mặc trên người mẹ của em đó 1726 này cả nhà ơi. Với lại em lên cho mình cái thắt lưng mẹ mới 1726 là mấy cái sẽ là cổ đắp chéo. Cổ này cổ tùy chỉnh nhất cả nhà mình nha. Tay lỡ nè, có nhánh eo, dáng đầm phong xòe dài đó. Váy này thì chỉ còn may một lớp thôi. Và đây là dòng váy ET hàng cao cấp đó cả nhà ơi. Váy này đẹp mềm nè, co giãn nè, nhiều ghê chưa. Rồi 1726 giá bao nhiêu? Dạ chị Thúy, chị Trần Thị Thúy An ơi, 1726 em đang sale còn 259.000 đồng. Cái ghi mã phía dưới á chị. Chị đặt đơn bình luận cho em 1726 và xin hỏi ha. Thì nếu như á mà 1726 theo cái giá bán tại cửa hàng nhà em là 349.000 nha chị. Nhưng trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn và có chia sẻ live. Không cần chơi mini game, cũng không cần làm gì quá phức tạp. Mình chỉ cần có lượt chia sẻ live stream thôi. Thì em sẽ giảm giá cho chị luôn là còn 259.000 đồng. Đây. Và cái dòng này dòng ET hàng nè, chị Thúy An đã có cái đam mê chưa? Chị Ngọc Hằng một chiếc nha, chị Thanh Trà có đơn luôn 1726259. Đó. Cái vải này nó dày dặn nhưng mà nó co giãn nhiều, không sợ bị nóng và không có sợ là bị nặng người luôn. Cái chất nó rất là mát và độ thấm hút mồ hôi siêu cao nha chị. Thì với cái dòng ET hàng này đợt gần đây em đã có về cho mình vài mẫu rồi chứ không phải là lần đầu tiên nữa. Và rất là nhiều chị khách quay lại để comment review sản phẩm cho em luôn. Đó. Là dòng vải này á, nó có co giãn cho chắc chắn cái mẫu đầm này có big size luôn. Đây là đầm có size nhưng mà có big size luôn tại vì nó có co giãn á cả nhà. M là XL với lại cả 2XL có đơn đầy đủ cho mình 40kg cho tới 80kg và eo dưới 100 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Mình thích cái mảng váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền luôn. Chỉ cần comment ngay cho em mã 1726 và số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. 4 size M là XL với lại cả 2XL luôn, co giãn nhiều nè. Mà các em thấy cái màu xinh không? Màu này mặc lên cực trắng, da trắng là mặc lên màu nào cũng đẹp hết. Và cái tông màu xanh rêu nè, có phối với mình hoa lá mùa thu này, mặc lên là siêu trắng luôn. Phù hợp với cả người mặc mùa hè, mùa thu và mùa đông, đúng không cả nhà ơi? Màu xinh dã man luôn, chỉ có 259.000 đồng thôi à, tranh thủ dùng em nha. Cái thắt lưng nãy giờ em mang là TL31, hồi nãy em lên cho mình cái TL32 rồi đúng không? Cái này TL31 nha cả nhà ơi. Dây lưng chung co giãn chung này dày dặn nha, co giãn nhiều bao nhiêu cân mang cũng vừa. Rồi, da này da mềm dẻo đường may rất đẹp, khóa kim loại đến ngọc đến đá luôn, ok không? Đó, rồi và cái thắt lưng này nè, rồi cái khóa này em sẽ đóng vào dây da kỹ như vậy luôn. Em đang sale luôn, chỉ có 55.000 đồng thôi. Mã của em đó là TL31, TL là viết tắt của chị thắt lưng nha mấy chị. Đó, đặt đơn đồng bình luận cho em mã 1726, đặt đơn thắt lưng bình luận cho em mã TL31 kèm xuyên thoại. Đó. Nhớ chính xác kỹ mã số giùm em. Tại vì đầm anh nhà em thứ nhất không đụng hàng với ai, còn thứ hai là đầm đã gần 2.000 mã rồi. Đó, mình đặt đơn thiếu mã nè sẽ bị bỏ qua đơn, còn sai mã số là nó sẽ bay qua cái đầm khác liền, không có đúng cái đầm này nữa. Cho mình chú ý kỹ giùm em về phần mã số nha. Form này nó đơn giản và mặt nó rất sang lắm cả nhà ơi. Không sợ bị qua thời hay lỗi mốt gì hết nha, còn không có sợ bị đụng hàng luôn. Sang đẹp chưa? Mặc đi chơi, đi tiệc được, mặc đi làm, công sở, vào văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn. Mặc đi đâu cũng xinh, mặc đi đâu cũng đẹp hết á cả nhà ơi. 259.000 đồng thôi. Xuất sắc không? Đầm maxi cỡ này nè, big size cỡ này nè, 80kg em 100 ha. Trên thị trường thì giá của em tầm khoảng bao nhiêu? 300 mấy 400, 500 700, đúng không cả nhà ơi? Đó, nhưng mà ngày hôm nay đầm này tại cửa hàng là 349. Và trong bài đại chuyên ngày hôm nay em sale luôn, chỉ có 259.000 thôi à. Màu xinh, form đẹp, sang cho mình luôn ha. Giá rất là rẻ luôn, hàng độc quyền, số lượng có hạn. Hôm nay thì nhiều khi mình thấy là em đang còn đầy đủ hàng, đầy đủ size đúng không? Đang đứng sale cho mình, còn đủ hàng đủ size. Nhưng mà nhiều khi kết thúc bài đại chuyên này, hoặc là ngày mai, ngày mốt mình quay lại đây, thì em đã hết hàng mất tiêu rồi. Và ngoại trừ xe váy, xe thắt lưng, shop còn xe nóng cho cả nhà nữa. Thích nóng thì cứ comment phía dưới cho em. Thích nóng cứ comment phía dưới cho em lên nóng với mình ha. Đầm đang mặc mã 1726, thắt lưng này mã số của em nó là TL31 ạ. Cái nào cũng sale hết. Rồi bây giờ em qua mã nha cả nhà. Tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Rồi tranh thủ giùm em tư vấn nha cả nhà ơi. TL31 giá 55.000 đồng ha. Em lên tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã đầm khác. Thích đầm nào có việc chút đơn dùng em nha cả nhà. Mã hàng với số điện thoại cho em là được ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên luôn cho cả nhà cùng xem thêm cái em đầm này, đầm ren đi ha. Đầm ren này mã của em nó là 1643. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1643 cả nhà ơi. 1643 ngày hôm nay sale nhiêu? 159.000. 1643 ngày hôm nay sale cho cả nhà luôn 159.000 đồng thôi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình.
tay lỡ vai bồng, có nhánh eo và dáng đồng phô xòe. Mã của em đó là 1643 cả nhà ơi. 1643. Đầm này đầm ren nha. 1643 đầm ren nha cả nhà ơi. 159.000 thôi, 159.000 đồng. Cưng không cả nhà, 1643 cho em. 159.000 đồng. Đó đẹp ha. Chất ren. Và ren này là ren loang màu nha cả nhà ơi. Ren này ren loang màu. Đó tay nè. Đẹp không? Tay một lớp, thân váy hai lớp, chị Nguyễn Châu có đơn. Rồi. Có khóa kéo là mình sâu luôn cho chị luôn. Cưng quá trời. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1643, giá là 159.000 đồng. Chị khách là mình đặt đơn comment ngay cho em mã 1643 với xem họ, giá là 159.000 cả nhà ơi. Cưng chưa, cưng chưa. Rồi chốt đơn ngay bây giờ nha. Chất này chất ren. Co giãn 40kg cho tới 68kg. 40kg cho tới 68kg. Em dưới 88 ha, thì mình sẽ mang vừa. Xe nè. Em cao mét 65, đầm này sẽ mặc dài tới bắp chân. Mình thích mặc dài hay mặc ngắn? Thích mặc dài dài để tầm này, thích mặc ngắn hơn thì mình lên lay chút xíu cho em được luôn ha. Cưng lắm rồi nha ơi, cái đầm này 1643. Đầm này mã của em nó 1643 cả nha, 1643. Giá là 159.000, 1643 giá 159. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình cái đầm khác luôn. Chờ em tí nha. Thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Chấm bài tương tác chia sẻ like hộ em nha. Đây. Lên luôn cho mình cái mã đầm chấm bi màu xanh. Chấm bi này mã số các em nó là 1725. Đầm em đang mặc cho người mã 1725 cả nhà. Đầm thì cái sợi là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo nha, tông màu xanh và có phối với mình chấm bi. 1725. Bao nhiêu cả nhà ơi? 1725 bao nhiêu? Còn size M với một cái size L thôi. 40kg cho tới 70kg. Em dưới 90 cho em bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng. Mã là 1725. 199.000 đồng cả nhà ơi, 1725 lên đơn liền cả nhà ơi, xinh quá trời. Cổ chéo nha, tay ngắn nha, nhánh eo, dáng đầm chữ A đi ra. Váy này em may cho cả nhà một lớp, hai túi, có khóa kéo ra mặt sau lưng ha. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền giùm em luôn. Để lại comment ngay cho em mã số 1725 và số điện thoại giá 199. 1725 và số điện thoại giá 199.000 đồng ha. Cổ chéo, tay ngắn, dáng chữ A. Phía trước em sẽ may cho cả nhà là cái đầm 3 mảnh rời ráp lại vào nhau. Sau lưng là 4 mảnh rời ráp lại vào nhau, tạo thành một cái em đầm 7 mảnh rất xinh luôn cả nhà. Đặt đơn comment ngay cho em mã nha, 1725 và số điện thoại cho em là được. Siêu xem ngay bây giờ cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199 ha, 199.000 đồng mã 1725. 199.000 đồng mã 1725 lên đơn chút là giùm em 1725 và số điện thoại. Cưng không cả nhà ơi? Tại sao lại có một cái em đầm xuất sắc như thế này? 1725 nha cả nhà ha. Rồi nhanh tay lên đơn liền giùm em cả nhà, 1725 giá 199.000 đồng. 40kg cho tới là 70kg em dưới 90. 40kg cho tới 70kg em dưới 90. Mã của em là 1725 cả nhà nha. Cả nhà thích cái mã váy này của em lên đơn liền giùm em 1725 và xin hỏi. Rồi xem ngay hôm nay cả nhà ơi, bao nhiêu ạ? Chỉ còn có giá tiền là 199.000 thôi, 199.000 đồng nha. Ok, tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mã làm khác. Cả nhà có thích cái mã này không? Tranh thủ lên đơn chút liền giùm em cả nhà ơi. 1725 và số điện thoại. 1725 và số điện thoại để giùm em giá 199. 1725 giá 199 liền giùm em nhé. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Ở đây. Thay tiếp cho mình mã khác luôn. Cưng xỉu mã nào cũng đẹp, mã nào cũng xinh luôn. Mã này là chị ơi, big size luôn, 80kg, eo 100.
Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1729. 1729 chất IT hàng. 1729 chất IT hàng cả nha. Nền đen có phối cho mình lá bướm. 1729. Giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. 1729 giá 199.000 đồng. Chị nào mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã số 1729 và xin hỏi giá 199. Cổ V nha. Có phối cho cả những cúc ngọc trai phía trước. Tay lỏng luôn, nhánh eo dáng xè dài. 1729 giá 199 nha. Cưng chưa? Đẹp chưa? Coi diễn nhiều luôn. Em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân của em luôn. Mã em đang mặc trên người là 1729. Giá 199 là do 199 thôi. Một bảy hai chín giá 199 cho em cả nhà ơi, xuất sắc luôn. 1729 em đang có cho cả nhà đầy đủ 4 size. Rồi nhanh tay lên đơn chốt lại dùm em đi cả nhà, mã hàng với điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ạ. 1729 dạ đầm này chất IT hàng nha chị ơi. Cái đầm này chất của em đó là dòng IT hàng nha cả nhà ơi. Vải này dày ha. Dày dặn vừa, đẹp, mềm mát. Hai túi hai bên cho chị nè, dáng dài luôn. Rồi mã của em đó là 1729 nha chị ạ. 1729 nha. Sale rẻ hôm nay cho chị luôn, 199 ngàn đồng, 40 kg cho tới 80 kg. Eo dưới 100 nha chị ơi. Eo dưới 100 thì chị sẽ mặc thừa dùm em cái mã này nha. Đó, chất y thiên hàng. Vải thì nó khá là dày. Coi diện cũng nhiều. Một lớp hai túi, có khóa kéo ra mình sau lưng, mã là 1729 chị ha. Rất là cưng luôn, chỉ có 199 ngàn đồng thôi nha. Rồi, mẫu váy này á, cũng là khép lại bài live stream tối ngày hôm nay của em rồi. Vậy nào vào sau thì mình có thể coi lại, hoặc là mình đón xem những bài live stream kết thúc qua bên em vào ngày hôm sau nha. Bây giờ thì em xin kết thúc bài live stream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nha.